ra ngoài đường ăn xong cái chùi sạch mép thì được rồi. Còn mà bắt nạt xong cái bạn gái nhõng nhẽo em dỗ đúng rồi, tóc già mà cột lên. Hy vọng cặp thứ hai cũng sẽ bất chấp bấm nút luôn ha. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. À mà xin mời chàng trai. Dạ chào Huyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Tên gì? Dạ em tên là Thành Công, năm nay em 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm kế toán của công ty cây trồng thành phố Hồ Chí Minh. Kế toán tính kỹ lưỡng đó mà. Không, em làm thủ quỹ kim luôn kế toán kho. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Nha, xin chào chị Cát Tường. Xin chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Hà, em là nhân viên ngân hàng, 27 tuổi. Nhân viên ngân hàng mà tướng ý với là người mẫu gì đó, chị ganh tị quá trời luôn hà. Bên đây làm thủ kho, thủ quỹ luôn nha. Rồi mình có cái thế mạnh gì không? Em có thể hát được, nấu ăn cũng nấu ăn được. Hát một đoạn cho nó khai thông họng mình, ngồi nói chuyện cho nó hay. Hồi hộp quá. Không sao, vỗ tay. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó là sở trường của mình, những cái điểm yếu của mình. Dạ, điểm yếu của em là em ít khi trang điểm, ít khi làm đẹp lắm. Em cứ hay để tự nhiên để mặc. Khi nào đám tiệc hay gì đó em trang điểm. Như là điệu, em ít điệu lắm. Thì không biết bạn trai bên kia thích như thế nào thôi. Dạ em sao không được chị. Trang điểm thì cũng đẹp, mà để bình thường cũng đẹp, miễn đẹp là được rồi chị. Cái gì quề chất vậy? Bạn thấy bạn bên kia hát được không? Dạ được anh. Bạn có muốn hát ra đáp lại không? Vậy em làm câu thôi nha. Rồi, câu cái bài bó tay giống cơm. Ơi cô em dễ thương, hay cho biết tên cô em là chi, nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa, ôi dạ. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình. Mới có một thôi hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Đại đường thường em đi làm về là cái em ăn vô, cái em mệt, cái em ngủ. Rồi phải khỏe thì đi chơi thể thao. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một nửa của mình như thế nào? Một nửa thì bạn gái đó là tóc dài, da trắng, nhìn dễ thương, cao ráo, cao trên 1m60. Được vậy được rồi. Vậy được rồi hả? Cao mét mấy? Dạ 65. Bên này mét 65 lần đó. Vậy quá dương okay chủng luôn đó. Ở chừng bên kia lùng hơn á nha. Em 7 mấy lần chị. Quan điểm của bạn về tình yêu như thế nào? Dạ thì em đơn giản lắm chị, cứ lăn nhăn nhưng mà ra ngoài đường ăn xong phải chùi sạch mép thì được rồi. Vì lần đầu tiên tôi mới nghe. Tại vì em thấy rất là nhiều quá người chồng lăn nhăn mà cứ theo rình, theo ngăn, theo cản đâu có được đâu. Cái người phụ nữ nào dễ dàng thì tôi coi mặt sao dễ dữ vậy trời. Có mặt ai mình lăn nhăn luôn hả? Không phải cho thì người nào cái bản tính người ta vậy rồi thì người ta sẽ là vậy, mình cấm cũng không được. Nên là thương mình thật sự người ta sẽ không lăn nhăn, mình không có cần phải cấm. Rủ người ta lăn nhăn mà cứ để vậy luôn. Biết về nhà chùi sạch mép là được rồi. Dễ quá ta. Dễ thương quá Linh ha. Dễ thương quá là nhiều người đàn ông thích lắm nè. À, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. Hai mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. Lần cuối cùng mình chia tay gần đây nhất là bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Bạn nam, bạn quan điểm thế nào về tình yêu, sự chung thủy? Dạ tình yêu, yêu là phải cưới, yêu là phải thủy chung. Yêu là yêu chỉ một người thôi. Chắc không? Dạ chắc. Bạn có hay liếc ngang liếc dọc không? Dạ có. Tại vì mình ra đường mình thấy đẹp thì mình nhìn thôi chứ. Xong mình nói lại cho bạn kế bên, ồ đẹp quá. Vậy thôi. Dạ. Nhưng mà có lăng nhăng không? Dạ không. Em không có lăng nhăng. Đâu có sợ bên kia cho lăng nhăng mà. Nếu có thì cũng được, không sao. Lại người ta cho rồi. Ưu khuyết điểm của mình như thế nào? Cái ưu điểm của em là cao to, vui vẻ, hòa đồng. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, rồi không biết nấu ăn. Có chiều vợ không? Dạ có chứ. Em thích bạn gái, cái mẫu bạn gái của em làm thích nhõng nhẽo. Để mỗi lần mà bắt nạt xong cái bạn gái nhõng nhẽo của em dỗ. Hai người này gu cũng rất là lạ nè.
À, bây giờ mình có cái mẫu bạn trai lý tưởng của mình như thế nào không? Rồi chị sẽ qua chị xem. Dạ thì đầu tiên là ngoại hình thì cao to. Cao. Có tục tạ. Còn thì đừng có nóng tánh. Tại vì em cũng nóng tánh, bạn nó có nóng tánh chắc hư việc hết quá. Mà em có nhõng nhẽo không? Ừ, không có nhõng nhẽo mà. Ví dụ như hai đứa giận nhau, không biết ai sai ai đúng mà em muốn người ta năn nỉ. Vậy là nhõng nhẽo rồi đó cô. Rồi bây giờ điểm nào em không thích ở người bạn trai nè? Đừng có gọi tóc dài mà cột lên, cột cao giống con gái. Giống con gái phải không? Cột cao. Mặc đồ đừng có lộn thộn quá, gọn gàng. Ngoại hình là vậy thôi, còn tính cách em tự tìm hiểu. Vậy để chị coi. Nãy em nói em cao 1m7 mấy lần hả? Dạ. Có tập tạ. Dạ. Hát vừa vừa. Dạ. À, không có buộc tóc cao. Dạ. Thì là được chuẩn hết rồi. Có mũi cao không chị? Mũi cao luôn. Chà, vậy đây đâu có cái điểm nào chê đâu ta. Thấy được hết rồi đó. Được rồi, bây giờ mình hỏi coi có người thân không, rồi có ý kiến người thân thế nào? Dạ, em đi có mình nè. Mình hả? Dạ. Bạn gái có người thân theo không? Dạ có anh. Đâu, người thân của em đâu? Dạ, hôm nay mẹ em với em gái với là bạn của em, mẹ em. Dạ, chào cô. Chào các Vương. Dạ. Chào người Linh. Cô thấy bạn trai bên kia sao, cô xứng với con gái mình không cô? Không, riêng cá nhân tôi thì tùy con hả, con thương con chịu thì tôi đồng ý thôi. Dạ, chứ riêng bản thân con là con thấy xứng lắm rồi đó cô. Được lắm rồi đó cô. Để hai bên quyết định đi. Bây giờ ta kéo màn lên để hai bên có cảm nhận về nhau thế nào. Ủa? Kéo màn. Cố gắng nha, thấy mối này được á. Mình có 2 phút còn nha. Dạ. 2 phút trò chuyện và quyết định. Chào em. Anh thấy em sao? Thấy em bình thường. Anh cao 1m70 hả? 78 lần em. Sao thấy lùn quá vậy? Hai người đứng lên đo đi. Đứng lên coi xứng đôi không? Đứng lên, đứng lên. Ủa cao gì vậy? Được rồi, quá xứng rồi. Anh làm lương tháng nhiêu? Hả? Anh làm lương tháng nhiêu? Lương hả? Lương đủ nuôi vợ không? Anh làm lương nhà nước, tháng được 5 triệu. Đủ nuôi vợ không? Thì nuôi vợ thì chuyện đó bình thường thôi. Anh là nam nhi em phải nuôi. À, anh nhịn đói cho em ăn cũng được mà. Nếu em không đi làm thì sao? Mẹ anh lo. Anh cưới em hay mẹ cưới? Anh cưới nhưng mà cái gì mẹ anh phụ. Thích cái này rồi đó nha. Mẹ anh chịu em không phụ? Anh không biết, để về anh hỏi mẹ ra. Ví dụ mẹ không chịu thì sao? Thì mẹ em cũng dễ lắm anh. Nói chung là mẹ cũng hối em lấy vợ rồi. Thì chắc đó là do em thôi. Nếu như mà em chịu thì em nghĩ mẹ em chắc cũng chịu. Nhưng mà em có chịu không? Có trước đó hả? Dạ chịu. Em có chịu anh không? Để em hỏi mẹ em cái. Em hỏi đi. Dạ không, em thuyết phục đi. Thuyết phục với bác nói sao đi. Nói sao cho em gái về nói đi. Dạ chào bác, chào em. Thì anh sẽ cố gắng làm cho người ấy tin tưởng. Và hãy chọn con. Không chuông được chưa? Chưa. Tấn công đi, tấn công đi. Thuyết phục bạn gái đi. Thuyết phục sao anh? Hả? Em là chị chịu anh đi cái gì anh cũng chịu chứ á. Về làm ô xin cho em cũng được, nói đi, ví dụ vậy đó. Em chịu anh đi rồi anh sẽ chịu em. Chịu cái gì? Thì em muốn gì anh chịu cái đó. Nhớ có anh người lên cho chị Cát Tường hứa là em muốn gì anh chịu đó. Có khán giả đó mà. Bây giờ cầu hôn đi. Giờ quỳ xuống cầu hôn nói gì đi. Thôi kỳ lắm. Không, không đâu, đâu kỳ đâu. Chịu, anh mà chịu làm tới luôn á. Không, không gì. Đứng kế bên nói đi, đứng kế bên nói đi cho nó thuyết phục hơn. Đứng sát bên luôn. Đứng sát bên nói gì đó. Nói đi. Em à, lát nữa bấm chuông rồi. Bạn cảm nhận của bạn gái về bạn nam mình như thế nào? Dạ anh rất là vui, dễ thương, thật thà. Không biết sau này có vậy không? Lúc nào anh cũng vậy hết á. Ngoài cái vui thì thấy rất là chân thành nữa đó. Dạ.
bấm chuông bấm chuông nha, bấm chuông là... thôi hết giờ rồi bấm chuông đi, đuối rồi đấy. Đếm cho anh lên à? 3 2 1 hết thời gian. Anh thấy cặp này được á, dễ thương á. Anh thích nhất cô gái hỏi là anh làm lương tháng nhiêu á. Tôi nói rõ ràng lắm. Mình nắm tay nhau giúp cho bạn trai rung đi. Đủ bản lĩnh, đủ kinh phí để lo cho vợ mình đúng không? Hay nhất là anh lo không được mẹ anh lo làm nhức đầu vậy. Thiệt, sắp xỉu thiệt luôn á. Tại anh không thấy em gì, bữa nay em nhìn thấy nó. Nắm tay đi, nắm tay con xỉu không? Nắm tay cái nhìn đỡ cho bạn đỡ đỡ rung nha. Bạn nghe cặp bé trên phim ha, rất là dễ thương. Vậy thì xin cảm ơn. Chưa, sao mà rung quá vậy? Nhìn mình nhìn thẳng vào mặt bạn gái trước đi. Ok. Hôn nha. Tôi không cho. Không cho. Năn nỉ. Năn nỉ. Năn nỉ mà không đi hôn chứ coi. Hôn nha. Hôn thiệt á. Làm hôn mà làm gì? Như hửi vậy. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. À, thì dạ. Mình không phải là có nhân viên order cho mình đi dạ, đi không, ship. Em tự làm luôn. À, tự làm, à, em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời ơi, cưng quá. Xin mời nhà gái. Chào cưng. Mời nhà trai. Chào anh. Chào anh trai. Dạ. Mời đi em. Dạ. Rồi. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Ừ. Em năm nay 33 tuổi rồi. Ừ. Em hiện đang là giáo viên mầm non. Ừ. Ở quận 9. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Và xin chào bạn gái bên kia rèm ạ. Em tên là Hoàng Trung Thông. Năm nay 33 tuổi, em ở Quảng Bình. Công việc là QC, là bên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ồ, Biên Hòa hả? Dạ, Biên Hòa cũng gần. Nhà gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì tự tin, vui vẻ và hòa đồng, dễ gần. Còn khuyết điểm của em thì hay cả nể. Có sở thích gì không? Dạ có, em thì thích đi du lịch, ca hát. Rồi có thích nuôi động vật không? Dạ không, em sợ lắm. À, sợ động vật, dạ. Rồi ok, còn bên kia, bạn nam ơi. Ưu điểm, dạ. Khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, cầu tiến, giỏi, ngon. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Hay quên. Hay quên. Dạ, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng lần đò rồi. Một lần đò. Dạ, cũng một lần cũng được 3 năm rồi. 3 năm có con chưa? Có được bé trai hơn 1 năm rưỡi rồi. Bé trai 1 năm rưỡi ở với mẹ. Dạ. Bây giờ là ở bên đó sao chia tay vậy? Lý do thì trước đây thì em cũng đi theo xuất khẩu lao động thì cũng có quen vợ cũ của em, quen trên mạng cũng gần, cũng có tìm hiểu được kỹ, nên là sau khi kết hôn về cưới nhau ở một thời gian thì em phát hiện cái bí mật đó là vợ em chơi số đề. Làm gì? Chơi số đề, quyết định là chia tay.
có liên lạc gì với nhau? Có chứ. Em vẫn có chu cấp chứ. Vẫn có chu cấp. Dạ, vẫn có chu cấp cho cháu. Thôi muốn hỏi bên nữ nè, còn mình thì sao nè? Em cũng một lần đò rồi. À vậy hả? Chia tay lâu chưa? Dạ em chia tay cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Em thì chưa có baby. Cái lý do để tụi em chia tay là sao? Là hai tụi em không có tiếng nói chung. Anh cũng còn hơi ham chơi quá. Bạn đời tiếp theo của em phải như thế nào? Thứ nhất là phải biết hy sinh cho gia đình, không cần đẹp xấu. Yêu là phải chân thành, chia sẻ, cảm thông cho mình. Nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh đã có con rồi và ảnh phải chu cấp cho con của mình không? Dạ không, thì nói chung là làm người đàn ông á, mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt. Nhưng mà anh đừng có ăn chơi. Anh đừng ăn chơi. Dạ, anh chí dạ, thú làm ăn lắm đúng không? Em không ăn chơi, cờ bạc không, hút thuộc không. Rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xả giao đến ngoài xã hội thì mình vậy cũng có một chút chứ. Bây giờ là vốn liếng là có dạ, được chút đỉnh để chuẩn dạ, bị cho dạ, gia đình mới không? Dạ em đi làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Em tìm một người yêu thì trước tiên về cái ngoại hình thì mặt ưa nhìn một chút, được da trắng vì tại em đen rồi em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi. Anh ơi còn... em đen lắm. Anh ơi em đen lắm. Còn về cái tính cách thì phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn thì là ok. Tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những cái yếu tố mà dạ, đúng. Em yêu cầu, chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm. Cô giáo nâu, mà không? Nâu chứ không phải là đen. Nâu chị. Da nâu. Em chào anh Quyền Linh. Rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không đẹp, ở đây chút. Da này là đẹp này nghe, da này bây giờ đang là trend nha. Xu hướng đó nha. Ừ. Em có yêu cầu về nhà cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút. Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi. Gì nói bên đây đáp ứng được không? Dạ thiệt em thì cũng không thích làm dâu lắm. Tại vì em cũng vụng về lắm, không giỏi lắm. Với lại cái công việc của em á là không ở nhà nhiều được. Cái nghề chính của em là giáo viên. Nhưng mà em còn bán hàng online. Rồi em còn đi make up nữa. Cho nên là em cứ phải đi, hay đi á. Bạn của em thì nếu mà có thể thì có nhà riêng cũng được. Có chỗ ở ổn định không? Dạ, hiện tại thì em đang ở phòng trọ đó. Nhưng mà cái hướng sắp tới khoảng bao lâu thì mình có thể? Cái hướng sắp tới nếu mà làm ở trong này ổn thì có thể em ở trong này định cư. Em làm ở trong này. Tạm thời kinh tế em vẫn ổn định. Dạ. Người phụ nữ là động lực của người đàn ông để người ta tiến lên. Em đi với ai em gái? Dạ thưa anh Quyền Linh là em đi với anh chị em và đồng nghiệp của em với dạ gái. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ em là anh rể của Hằng. Em thấy đàn trai thế nào? Thấy cũng vui vui vẻ, cũng chân tình. Thí dụ hai bên cũng đều có gian dở hết rồi đúng không? Dạ. Thì khi mà nó kết nối lại thì trong cái tình cảm đó thì em cảm thấy là mình có thể mình sống mình sẽ chân tình với nhau được hay không? Dạ nếu mà ví dụ như được sự cho phép bên gia đình thì cho em quen thì mình sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa luôn. Rồi thì anh thấy em thì anh cũng ok. Dạ, em cũng dạ, vui vẻ, hòa đồng, chân tình. Thì riêng anh cũng cảm thấy là hai đứa cũng thấy cũng hợp. Hôm nay em đi chương trình này cùng đi có em rể đi theo. Lời đầu tiên em xin phép được chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì em là em rể của anh Thông. Về điểm mạnh của anh Thông á, thì thật thà, siêng năng, luôn là một con người là chăm lo cho gia đình, sống rất là nội tâm. Riêng về vấn đề mà chị cần đó là vấn đề chia sẻ về gia đình và công việc, thì em nghĩ là anh Thông đủ đầy đủ để chia sẻ cho chị. Còn về điểm yếu của anh Thông là cái vấn đề mà quá hiền, hơi rụt rè. Nhưng mà em nghĩ chị gái sẽ bù đắp lại cho anh Thông được. Còn riêng về anh Thông thì rất là muốn ổn định về gia đình. Rồi lúc đó công việc anh sẽ nâng cấp lên. Rồi về vấn đề mà nhà cửa cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Em cảm nhận về chị gái, chị là một người với tính cách ban đầu thì rất là thật thà và cũng có xu hướng thiên về gia đình, nội tâm. Thì em cũng mong anh, chị bấm nút và hãy trao cho nhau một cơ hội. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn anh trai. Bây giờ để cho hai người tự cảm nhận đi ha. Nào, mở rào.
Chào em. Đó, rồi tặng quà nào, tặng quà nào. Đến với chương trình này anh có món quà tặng em. Em cũng có món quà này tặng anh. Anh cảm ơn. Thế rồi anh cũng đeo đồng hồ, sao em đeo đây? Đồng hồ hả? Sao em tặng đồng hồ? Cái thứ nhất là em thực sự là cũng rất là thích đeo đồng hồ. Còn thứ hai là em muốn nếu như mà sau này mình có tiến xa với nhau á thì thời gian sẽ làm cho mình biết trân quý nhau hơn. Anh cảm ơn em. Anh đeo anh ha. Hay sao? Sao không được. Rung quá anh ơi. Rung quá. Em tự tháo đồng hồ của em để cho bạn đeo đồng hồ của bạn cho em. Tháo ra đồng hồ. Cái tay em rung quá. Rung hả? Bình tĩnh rồi chứ em. Cảm ơn em rung. Cảm ơn em. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh thì em thấy thế nào? Em thấy anh vui vẻ, nhìn có vẻ thật thà. Rồi anh cảm ơn. Nhìn rất là đàn ông nha, mà rất là duyên dáng nha. Cái nét đẹp này là cái là nét này nét duyên ngầm á. Cảm ơn chị nha. Còn em nói luôn cái cảm nhận của em về cô bạn này đi. Cảm nhận đầu tiên khi gặp bạn gái trên chương trình này thì em thấy bạn gái này rất là xinh, dễ thương. Vâng anh. Hiện tại thì em đang dạy ở quận 9 đúng không? Dạ, hiện tại thì em là giáo viên mầm non. Em công tác ở trường mầm non Long Bình, quận 9. Là cũng gần nhà em luôn. Là em quê là cùng thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ đúng rồi, nguyên quán của ngày xưa của em là ở ngoài Thái Bình. Nhưng mà ông bà gia đình em là ở đây là từ xưa giờ rồi. Hẹn hò thế nào trao đổi đi. Em nghĩ là cái thời gian trong tuần thì em có thể sắp xếp được vào cái giờ nào, ngày nào nhỉ? Thật sự là công việc em nhiều. Em thì đi dạy thì từ sáng đến chiều rồi. Xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online. Thế cũng bận rộn ha. Cho nên là bị ế đó anh. Bận quá nên ế đó. Ngày thứ bảy là em được nghỉ làm là em được rảnh. Còn chủ nhật thì em cũng phải đang đi học. Cũng không có thời gian. Cũng đi học nâng cao hả? Dạ đúng rồi. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi ship. Dạ không, em tự làm luôn. Tự làm, em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời xinh quá à. Ủa vậy chứ anh thích người phụ nữ sao? Anh thích mẫu phụ nữ của gia đình, con người là sống tình cảm, thiên về tình cảm, biết quan tâm chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Nhưng mà em thì tình cảm có đó, dịu dàng cũng có đó, nhưng mà em thì nấu ăn không giỏi, với lại nhiều khi em hay đi ra ngoài, công việc của em cứ phải đi nhiều á, anh thấy sao? Nấu ăn thì có thể anh nấu rất là anh có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Điểm mạnh của anh là nấu ăn. Anh cũng vẫn thích nấu ăn. Vậy là mỗi khi em đi làm về mà em chưa kịp đi vô bếp là em đã có món ăn rồi đúng tất không? Tất nhiên, ví dụ như vợ bần đi chồng có thể làm thay được mà. Nói chung là anh mọi việc trong nhà anh có thể làm được, điền được hay là tất cả mọi việc trong nhà. Nếu mà người vợ phụ nữ mà bận công việc thì chồng làm về sớm thì mình sẽ phụ giúp vợ thôi. Cái đó là chuyện bình thường không? Anh là mẫu người mình chia sẻ. Không phải là mình cứ nghĩ là cái phụ nữ là phải là dành công việc là gia đình là người phụ nữ, mà đàn ông cũng phải làm chia sẻ cho vợ mình chứ, đó là người đàn ông biết suy nghĩ về gia đình. Rồi chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm hết đi luôn ha. Dạ rồi. Rồi, cứ nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại. Rồi sẵn đà rồi xin gọi là anh chị. Cho em xin phép gia đình gái em cho anh hôn em một. Về đứa bán hàng online, đứa đi ship được hả? Dạ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt,
máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Marcono sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Marcono phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, rồi, cảm ơn chị. Rồi. Em cảm ơn chị. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi anh. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ, em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn em gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay quá. Bạn Huy thấy sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ủa, mà sao? Coi không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, làm sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, mà hai người không biết
cái bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng, tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên, thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá, mình open quá xong là over luôn. Đi over đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Nói hết. Chuyện chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa. Cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ. Hiểu chuyện chút xíu rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàng. Ừ, bóng ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, cảm gái cũng có răng khển chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông. Đàn ông như đàn ông. Đàn ông phải bản lĩnh đàn ông. Mình phải ga lăng. Dạ đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ phải vui vẻ. Em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ. Rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ. Em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em không sạch sẽ chứ. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp. Lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui. Mở ra đi. Cái gì vậy cưng? Tặng cái gì vậy?
cái bông hoa em tự làm. Ờ, nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ, cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ, tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng là em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ, từ từ nhanh Huy, cái chừng dạ. Bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ, cho phép em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ, em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ, đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. À. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó hả? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Yeah. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tim thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương hả? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập ha anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái chưa tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm về hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Ừ, chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng
6 tháng đổ lại. Trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là sẽ... anh chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok. Thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, đúng rồi. Anh nghĩ các bạn quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ờ vậy hả? Biết rồi bây giờ sao ta? Biết rồi bây giờ sao ta? Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Đó nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối trời trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, tay... bạn gái là chủ động hết đấy. Rồi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đám nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãi cánh đứt đuôi không ạ. Tình gì lạ vậy trời. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi. Nghe bi đát quá. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi thật. Dạ. Ừ, đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện tử Trung Hóa. Và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình. Rồi, mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi. Dạ, công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk anh. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy. Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À, thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk. Tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. Sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À, về Đắk Lắk à, hả? Dạ vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ em ở cả Đông Bắc Đắk Lắk ạ. Đông Bắc? Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước Đông Bắc làm trang trại cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ủa vậy đó hả? Ồ vậy là hợp lý rồi ha. Vẫn có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Dạ. Em hay nhát, nhát gái anh. Nhát gái. Nhát gái cũng mới ngồi lên đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông. Có nghĩa là con trai có nhát không?
có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta, nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có, chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Ừ. Lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Ừ. Cho nên là em thì lúc đó cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đợi được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là làm sao? Dạ tình toàn là tình thương tật gãi cánh đứt đuôi không ạ. Tình gì lại rồi? Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi anh. Nghe bi đát quá. Dạ, bi đát không anh? Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi thật. Dạ. Ừ, đó. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương thật á. Có cái mối nào mà nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãi cánh rồi nó tợ? Dạ nó què quặt. Hả? Nó què quặt dạ, ghê vậy. Chắc có lẽ là quen đúng người nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen, người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên. Ngoại hình thì nhìn xinh xinh. Chỉ cần vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều? À, dạ, chuyện nhiều. Chuyện nhiều là nhiều chuyện. À, chuyện nhiều cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. À. Nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít ít. Nói chung là không thích nhiều chuyện đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Được chưa? Được rồi, bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ, chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. À, không gia trưởng, không bổ phu. Không gia trưởng, không bổ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ, em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có bổ phu không? Dạ, không có bổ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh, có chuột anh. Rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Nên bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại 4 người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãi gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức nghĩa là khúc đầu là hơi nó nhỏ. Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ à, anh cũng nghe mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh, nhớ. Nhớ nha Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà, cảm ơn em. Nhà gái. Mời đại diện nhà trai dẫn đi với ai? Dạ anh đi với ba và gia đình. À có bạn bè ha. Dạ. Rồi, chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con, nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi thôi nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái chỗ rồi, bấm nút. Mong bấm nút luôn ha. Chắc cảm ơn bác. Tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi ok tới là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới rồi làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó, cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Ông giới thiệu sơ sơ coi. À, đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dẫn. Dẫn ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng vì hai cái có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao. Đó thì bây giờ là tùy con lựa chọn. Nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Đúng rồi, quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á là ở tuổi thừa là gia đình kinh doanh. Còn Vẫn á thì hiện tại là quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó là Vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư.
lương cũng đã 16, 17 triệu rồi. Yeah. Rồi nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp. À, rồi bắt đầu là cho ra từ lập trên Đắk Lắk là từ một cân một mình đó rồi một quản lý. Dạ, à. Quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu, năm mấy hecta. Ba một mình dựng, một tay dựng quản lý. Trời ơi, bao nhiêu mẫu? 50 đi mẫu. Đi vòng vòng. 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình. Dữ vậy trời. Riêng của dựng là 30, còn tức là ba dạ. Nói đó một mình dựng thôi là 30 hecta rồi, là của riêng dựng, còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn, kiếm về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu mẫu không tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dững. Em chào anh. Để em tặng trước nha. Dạ em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đừng Đi Ăn Một Mình. Dạ. Còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Này, nặng ạ. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có gia đình khi mình bắt động nó sẽ sáng. Rồi năm sau đi cho dân thu với anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều, món quà rất là dễ thương ạ. Đây đây, để đây cầm nổi không vậy? Nặng quá phải không? Dạ. Em cái ăn này thử là em tự làm luôn hả Dững? Dạ đúng rồi. Cái khung hình đó. Em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ em thử nha. Thử đi, thử đi. Con mời cô ạ. À rồi rồi, cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả Dững? Dạ vườn nhà mình. Dạ mời. Trồng gì Dững? Dạ em trồng đủ loại trái cây anh. Này gì đây? Dạ, nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời, tròn do là ta đã ta. Dạ, cái nào tròn em thích hết. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời, giỏi quá. Dạ. Rồi, mời tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá, anh vững vàng quá anh Dững ơi. Dạ, cảm ơn chị. Đó, trò chuyện đi. Nào, uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi. Dạ con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi, cà phê Đắk Lắk số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về Buôn Mê Thuột. À, anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương, anh rất là có thiện cảm. Dạ em cũng thấy anh thì em cũng thấy rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. À, dạ. Cảm ơn em. Rồi về mình hẹn hò sao đó tính coi. À, hầu như thời gian rảnh của em cũng ít, thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy, cuối tuần thì em chỉ được nghỉ. Dạ không, mình trốn đại hẹn hò đi em. Trốn đại đi, không ai la đâu. Hay là Dững cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi, Đắk Lắk đi. À, rồi, nếu mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Thôi. Khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là em cũng không có đặt mốc. À, vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng nè. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng nè. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bội hay là gì là thôi em chấm dứt luôn. Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn. Dạ. Lặng lặng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lặng lặng vòng vòng là ghen liền. Vẫn ai ạ? Dạ. Khoái mấy người có ý đồ nó mới nói lặng. Thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời. Ừ. Dạ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó mà ghen vậy đó, rồi tính sao? Thì em sẽ tới thăm thường xuyên hơn. Dạ chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào.
Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành và rung. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết này em về. Vậy thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay Nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Rồi em hát tặng một bài nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngày ngùng em nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức. Em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho đi. Em một bài hát Hoàng tử trong mơ. Hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn, dạ. Được đó. Thôi về đi đi. Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát thì đừng có hát. Không được mà, có duyên mà. Trời ơi, hôm nay duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hai tiếng sạch đồng điệu luôn. Trời. Rất đồng ơi. Điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu rồi mà. Đấy, ba đây là ba có Dẫn nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi. Muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ. Vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi. Rồi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất bằng lòng. Cảm ơn bác. Dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Em hứa với toàn thế giới, toàn nhân loại em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi. Con hứa với bác là con sẽ cô con dâu tốt và biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó lẹ làng cho nó trong năm 2020 này luôn, trong còn cho có nó hai tháng nữa. Ba thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cháu nội trai chắc đội đầu không. Hứa có cháu nội trai thành công. Rồi, rồi chú. Rồi. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Mai trọn vẹn cả nhà là chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk. Và con sẽ quan tâm, chia sẻ với bạn gái. Mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi, không đi. Xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha. Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ. Đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công. Đám cưới thành công. Ok. Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Mời nhà trai.
Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay là hai bạn đã có mặt cách cái hàng rào này thôi nha. Mời đàn trai giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn nữ cùng chơi kế bên và khán giả đang xem trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngài Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chuyện nó hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Yeah. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1.000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Ô, bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Dạ. Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được, không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút coi bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc? Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xả dao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị, tại vì em cũng hơi khá là cao á, em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là được, vui. Cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi.
Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ, nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi, chào anh trai. Chào chị Hồng Văn và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đằng gái. Em là Đậu Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Em có cái thì trong tháng nào thì nó trước đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, em mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, à, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy xinh. À, này là kẹo dừa và đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi, thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau em mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu?
em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài Búp Bê Con Trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông. Mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Bây giờ thì bạn trai hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Mình hứa sẽ làm gì cho cái mối tình này. Kính chào hai bác, chào anh, chào anh chị ngồi. Hôm nay thì được em bấm nút hẹn hò thì em hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Rồi, sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? Đó. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh ạ. Như thế là cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Họ rất là xứng đôi thưa quý vị. Mong rằng họ sẽ chăm sóc mối tình này, sẽ làm cho nó lớn lên, làm cho thăng hoa. Và biết ngày nào đó sớm nhất họ có thể thông báo tin vui chúng tôi. Mình phải gặp cặp thứ hai liền, gặp đi xem liền họ có luôn. Bấm nút hay không nha mọi người. Rồi, mời mọi người. Mình thích cái hoạt động bên ngoài như du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon nữa. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Ngoài ra thì con còn nuôi chó tinh dương. Ô tin con người luôn hả trời. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối.
Nhưng mà thực sự là mười mấy? Dạ, thật sự là 13. Như vậy là chúng ta đã thấy tình yêu bắt đầu xuất hiện ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì xem họ sẽ tìm được nhau hay không. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Em chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở trên trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch. Hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, hoặc là có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá hả? Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thì không, đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè, mấy mối tình rồi nè, khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Ừ. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối thôi. Dữ vậy trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đinh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy? Dạ, thật sự là 13. Trời ơi, số này đẹp à. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa? Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần mà mình bỏ, hầu như là người ta bỏ đi rồi. Cái rụng tóc bỏ đi. Vậy em mới lên tay em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ, nhưng mà mình hận hấp tóc quá. Hôm đó mình buồn quá mình đi cạo, ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Yeah. Thôi tội nghiệp không. Yeah. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ, đúng rồi. Bây giờ nè, em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần hiền, lâu lâu mà có cá tính thì một xíu nữa, biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á, thì mình buồn hai chồng ra ngoài. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai hết trơn á. Vậy hai chồng chơi với nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa.
Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Em nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy vừa nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Ủa lắm á. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang rồi mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té một lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À đúng rồi, Duy Như. Không. Chú cũng có tập gym á con. Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thì có đó. À không. Hồi không có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Chẳng lẽ vợ của Obama? Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quyền Linh. Chào và chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Rồi bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ủa, quá vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đến Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng nữa, thì đừng bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cậu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Rồi. Nói tóm lại là cái thư này bé này nó nói gì à? À nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn.
Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghỉ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhanh chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải. Dạ. Anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể điện tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 60 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ con chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi mà nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó. Nắm tay nhau đi. À, nắm vậy. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? Có thể hôn dạ cũng được. Nghe rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. Ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow. Em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là
sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Hát, em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay quá. Bạn Huy thấy làm sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ủa, sao thì coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, mà hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công luôn. Đúng rồi. Mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới.
Thì đêm đó em tới cái tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, mối tình này gần nè. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu là rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàng, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, chàng gái cũng có răng khển chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông, Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế, em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao hơn em. Bạn rồi, không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bên ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nó không sạch sẽ chứ. Bây giờ cho người thân góp ý kiến thì rồi mở rồi. Rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi à. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp. Lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp. Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên nhớ là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ, từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất gì ta? Dạ, cho phép em đọc nha. Rồi đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn bài hát này là hát gì của ai ta? Dạ. Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó hả? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu,
trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là cũng xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ đúng, dạ đúng. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu. Cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha. Tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu. Nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang. Và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai. Giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Cần nói chuyện. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi, dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Từ đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt. Đúng. Á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái chưa tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Tức là bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm về hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Ừ, chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ mà quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ồ, vậy hả? Chắc rồi bây giờ sao ta? Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người, chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Yeah. Rồi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được
hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đám nổi đỏ rồi thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn, nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay. Một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi. Xin mời em trai giới thiệu về mình. Đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân và cùng toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Trần Trí. Năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25, quân khu 7. Và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. À rồi, xin chào đón em đến bằng mối hẹn hò. Mời nhà gái. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương. Em năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn, nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay và em hơi nóng tính. Và khi mà một người mới khi mà gặp em á, thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Rồi bạn ơi, bạn ơi. Vâng ạ. Nếu bạn nóng tính chỉ nhường bạn tí, chỉ thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chị chấp nhận kèo dưới. Chị có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ thì em ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần, đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động. Cái đó là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái tật từ có vợ hết nghiến à. Sợ không? Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ. Nghiến dữ không vậy cưng? Dạ, chí em, ơi. Em cũng không biết là có dữ hay không, nhưng mà nghe tối em ngủ em không biết gì, nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao, trong nhà mình trực thăng đáp hay sao. Dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có hai mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Mối tình đó kéo dài được 1.5 năm, là đến khi em học được nửa năm nhất. Rồi xong rồi là được 1.5 năm chia tay nhau. Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngủ là tới nay mình chưa yêu ai luôn. Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi, nên là cũng đã tự thân phần nào. Để hỏi bên đây nha, chuyện tình duyên của mình. Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Lý do? Xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em. Hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều, thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Cái là em rất là an toàn đó.
Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cổ tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ba còn trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. 25. Tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế lại. Trời ơi, ế. Có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có nha. Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha, triệt để nha, quyết liệt. Rồi. Bây giờ nè, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên. Với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con. Và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em. Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao cả. Thì đó thì bày thiệt buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi, bây giờ em trai là thích như mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về cái vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53. Cao hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi. Đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Không, vậy thì ổn đó. Không, đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái. Hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được. Lý do là vì ba mẹ em là sống ở quê, ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc lận hả? À, ngoài Bắc hả? Ở đâu? Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Đại diện đây. Yên tâm. Nhà gái đây. Bà mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Chừng nào phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy. Cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán. Nhưng mà trong cuộc sống thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương. Về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý chắc chắn rồi. Tôi đồng ý đó. Hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ, này đi với rồi, mẹ. Cho gặp bác gái. À, mời mẹ. Xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân, với khán giả trong trường quay. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi. Rồi, em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có thủ trưởng. Rồi, cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí. Thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thùy mị, rất tết na. Nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. Và nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Mở rào. Mở ra. Chào anh, tặng anh món quà. Cảm ơn. Mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Phép mở trước. Thì hôm nay món quà của em là kẹo. Từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong bạn tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À rồi. Đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi trẻ hoang dại. Em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này, muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định là thử được làm những gì mình thích. Rồi. Mặt hai bạn về chỗ đi. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp, người lạ ơi, cảm nhận thế nào? Anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá.
còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên này, nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm, bảo mình tí quay mở rèm ra mình không bối rối, mà giờ nhìn người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Hôm nay thì mình có một bài thơ, không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẩn vơ, thốt lên bốn chữ hỏi ai yêu mình, em ơi sao nỡ vô tình bỏ anh bộ đội cô đơn một mình. chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ rồi nào, này rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em. Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về, vạn người mến em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Bạn coi tuần gặp mấy lần? Do đặc thù công việc thì cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần. Nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần. Ý của anh là Chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc nhỉ? Dạ hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày chủ nhật em cũng rảnh. Trong lần hẹn đầu tiên thì bạn muốn, bạn thích là mình sẽ đi ăn xem phim hay là mình muốn mình đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó thì em muốn đi ăn. Cái đấy là sở thích của em. Thì hồi nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ em không biết ăn cay. Không luôn. Biết ăn cay đâu. Dạ. Bạn có điểm chung của mình. Dạ. Anh có giỏi nấu ăn không? Cái này thì chắc để học thêm chứ về nấu ăn thì... Tại phần này em cũng không giỏi á. Thôi sao, cái này về nên tự tập cho nhau cũng được, tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Quan điểm về tình yêu hai đứa thế nào? Đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn? Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn, đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà có mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là con dâu mẹ chồng hay là gì đấy. Thì ở chăm sóc ba mẹ đấy là điều đương nhiên bổn phận của một người con dâu nên làm. Nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá làm sao bạn... Ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tánh nóng quá thì sao? Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi. Còn thường là em không lên tiếng đâu. Thì vấn đề thì yên tâm là mẹ của mình hiền lắm. Mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều. Nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi. Nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng. Vâng. Nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc nghe để mà thấm. Dạ. Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở mẹ chồng nếu như sau này hai bạn mà có tiến đến hôn nhân. Bây giờ chúng ta có 30 giây, có nhiều mình nói nhiều hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy, xong là tiến hành bấm nút. Nói đi Chí. Giờ mình cũng có một số điểm với bạn là mình trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc. Nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được cứng rắn cho lắm. Nhiều khi nó thật ra là mình người hơi nhạy cảm. Sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà... Anh nói lớn lên xíu được không anh? Tâm sự sau, sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á, thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ
rau riêng với nhau, nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn người ta thấy cái điều đấy. Rồi, em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì em như em nói ban đầu thì nhìn là đã cũng tim đập thịt thịt. Tim đập thịt, có rung động, vâng. Có bối rối. Vâng. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Hãy để tay vào nút bấm và quyết định đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị. 1 2 3. Cuối cùng thì hai bạn được nắm bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Xin phép người lớn, xin phép thủ trưởng của mình cho tụi em hẹn hò với nhau. Và tụi em hứa điều gì đó trước mặt mọi người. Con xin phép các bác, các anh, các chị, các cô gì họ hàng bên nhà bạn nữ. Hôm nay nhân dịp có chương trình bạn muốn hẹn hò thì đã kết duyên cho con với bạn được gặp nhau, thì con cũng xin phép là mọi người, là gia đình, là cho con với bạn có thời gian để tìm hiểu sau này có thể là tiến xa hơn nữa. Thì con cũng mong là các bác mọi người là ủng hộ cho tụi con. Con hứa là sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình. Nhớ cổ tên gì không? Dạ tên Thương. Tên Thương đúng nhớ không? Rồi ạ. Thương còn điều gì muốn nói với mẹ với lại thủ trưởng không? Dạ thì hôm nay đến với chương trình thì con mong rằng bác và thủ trưởng sẽ ủng hộ cho hai bạn trẻ có thể nào đi đến một cái kết sau này nó tốt đẹp hơn. Con đến đây thì mong rằng là cả hai bên gia đình đều sẽ đồng ý cho con và bạn cùng tiến xa hơn. Dạ, con cảm ơn. Được rồi. Rồi, nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Trời ơi. Đây, giữ quà lấy của bạn. Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi không ạ. Tình gì lạ vậy trời. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thì anh tổng thương thôi. Nghe bi đát quá. Dạ, bi đát. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi. Dạ. Ừ, đó. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện từ Trung Hoa và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình. Rồi mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi. Dạ, công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk anh. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa, ngược, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy. Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À, thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk, tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. À, sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À về Đắk Lắk à, hả? Dạ vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ em ở Cà Đông Bắc Đắk Lắk ạ. Crong Bắc. Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước Crong Bắc làm trang trại cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ủa vậy đó hả? À. Ồ vậy là hợp lý rồi ha. Vẫn có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Ừ. Dạ, em hay nhát nhát gái anh. Nhát gái. Nhát gái cũng mới ngồi lên đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông. Có nghĩa là con trai có nhát không?
có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta, nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có, chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Với lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Cho nên là em thì lúc đó, cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là làm sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãy cánh đứt đuôi mà. Tình gì lại rồi? Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi. Nghe bi đát quá. Dạ, bi đát. Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi. Dạ. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương thật á. Có cái mối nào mà nó dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãy cánh rồi nó tợ? Dạ nó què quặt. Hả? Nó què quặt nó ghê vậy? Chắc có lẽ là quen đúng người nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen, người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên. Ngoại hình thì nhìn xinh xinh. Chỉ cần vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều? À dạ, chuyện nhiều. Nhiều chuyện. À, chuyện nhiều cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. Còn nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít. Nói chung là không thích nhiều chuyện đúng không? Dạ, đúng rồi. Được chưa? Được rồi, bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ, chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. À, không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ, em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ, không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh, có chuột anh. Rồi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Nên bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại 4 người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức nghĩa là khúc đầu là hơi nói nhỏ. Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ à, anh cũng nghe mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh. Nhớ nhớ nha Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà, cảm ơn em. Nhà gái. Mời đại diện nhà trai dẫn đi với ai? Dạ anh đi với ba và gia đình. À có ba bè ha. Dạ. Chú rồi, chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con. Nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi, không nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái rồi, chỗ bấm nút. Chỉ mong bấm nút luôn ha. Chú cảm ơn bác. Tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi, tới ok. Là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới rồi làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó, cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Giới thiệu sơ sơ coi. À, đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dẫn. Dẫn ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng dì hai thấy có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao. Đó, thì bây giờ là tùy con lựa chọn. Nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Đúng như quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á, là ở tuổi thừa là gia đình kinh doanh. Còn Vẫn á, thì hiện tại là quản lý
quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở ESUP. Đời trước đó là Dẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư, lương cũng đã 16-17 triệu rồi. Nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp. Rồi bắt đầu là cho ra từ lập trên Đắk Lắk là từ một cần một mình nữa rồi một quản lý. Dạ, quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu, 50 mấy hecta. Mà một mình Dẫn, một tay Dẫn quản lý. Trời ơi, bao nhiêu mẫu? 50 đi mẫu. Đi vòng vòng. 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình. Dữ vậy trời. Riêng của Dẫn là 30, còn tức là ba nói đó, một mình Dẫn thôi là 30 hecta rồi, là của riêng Dẫn, còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn, kiếm về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu mẫu thôi tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dẫn. Em chào anh. Để em tặng trước nha. Dạ, em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đừng Đi Ăn Một Mình. Dạ. Còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Đây, tặng ạ. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có gia đình khi em bắt động nó sẽ sáng. À, năm sau đi chơi trung thu với anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Món quà rất là dễ thương ạ. Đây, đây, để đây cầm nổi không vậy? Nặng quá phải không? Dạ. Em cái ăn này thử là em tự làm luôn hả Dẫn? Dạ, đúng rồi. Cái khung hình đó. Em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ, em thử nha. Thử đi, thử đi. Con mời cô ạ. À, rồi, rồi, cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả Dẫn? Dạ, vườn nhà mình. Dạ, mời. Trồng gì Dẫn? Dạ, em trồng đủ loại trái cây anh. Này gì đây? Dạ, nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời, tròn do là ta đã thôi. Dạ, cái nào tròn em thích hết. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời, giỏi quá. Dạ. Rồi, ngồi tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá, anh vững vàng quá anh Dẫn ơi. Dạ, cảm ơn chị. Đó, trò chuyện đi. Nào, uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi. Dạ, con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi, cà phê Đắk Lắk số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về Buôn Mê Thuột. À, anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh rất là có thiện cảm. Dạ. Em cũng thấy anh thì em cũng thấy rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. À, dạ. Cảm ơn em. Rồi về mình hẹn hò sao đó tính coi. À, hầu như thời gian rảnh của em cũng ít. Thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy. Cuối tuần thì em chỉ được nghỉ. Dạ. Không, mình trốn đại hẹn hò đi em. Trốn đại đi. Không ai la đâu. Hay là những cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi, Đắk Lắk đi. À, rồi, nếu mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Thôi. Khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là em cũng không có đặt mốc. À, vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng nè. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng nè. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bội hay là gì là thôi em chấm dứt luôn. Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn. Dạ. Lặng lặng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lặng lặng vòng vòng là ghen liền. Vẫn ai ạ? Dạ. Khoái mấy người có ý đồ nó mới nói thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời á. Ừ. Dạ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó mà ghen vậy đó, rồi tính sao? Thì em sẽ
tới thăm thường xuyên hơn. Dạ chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào. Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành và rung. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết này em về. Vậy thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Rồi em hát tặng một bài nhé. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã trao nụ cười. Khi ngày ngùng em nói, mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức, em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho đi. Em một bài hát Hoàng tử trong mơ, hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn, dạ. Được đó. Thôi về đi đi. Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát đi được không hát? Không được mà, có gì mà. Ơi, hôm nay duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không? Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết 2. Thời gian. Hai tiếng sạch đồng điệu luôn. Trời. Rất đồng điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu rồi ba. Thì, ba đây là ba có Dẫn, nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi. Muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ. Vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi. Rồi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất bằng lòng. Cảm ơn bác. Con tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Em hứa với toàn thế giới, toàn nhân loại, em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi. Con hứa với bác là con sẽ cô con dâu tốt và biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó lẹ làng, cho nó trong năm 2020 này luôn, trong không cho có nó hai tháng nữa. Ba thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cháu nội trai chắc đội đầu không. Hứa có cháu nội trai thành công. Rồi, rồi chú. Rồi. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Mai trọn vẹn cả nhà là chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk. Và con sẽ quan tâm, chia sẻ với bạn gái. Mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi, không đi. Xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha. Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ. Đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công. Đám cưới thành công. Ok. Em là người sống tự lập từ bé. Đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình. Em chỉ mới mức độ là thích đơn phương thôi. Khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn.
gần giống bạn, cũng yêu đơn phương thì cũng có nhiều, nhưng mà nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu đó. Mẫu người của em á thì em mong muốn là bạn đó dạ phải biết uy tín nè. Dạ tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm, nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Ơi dầu thơm, dầu thơm thơm quá thơm quá trời ơi. Giờ Vân nôn quá, Vân muốn gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Vậy thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai hãy giới thiệu về mình cho bạn gái cùng nghe luôn. Đầu tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào bạn gái bên kia và gia đình bạn gái cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trương Quốc Trình, em năm nay 33 tuổi, em đến từ Nghệ An ạ. Trình làm công việc gì? Dạ, công việc của em là kỹ sư thiết kế kỹ thuật đồ gỗ nội thất xuất khẩu ạ. Hiện em đang làm việc cho một văn phòng đại diện của anh ở Bình Dương ạ. Nhà mình ở Bình Dương có chưa? Không, em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương nhưng em chưa có nhà, nhưng mà em có mua đất ở dưới đây. Mua đất Bình Dương rồi. Dạ. Giờ có vợ là có đôi khi xây nhà rồi ha. Dạ. Thôi, mời nhà gái. Chúng mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Và chào toàn khán giả trong trường quay và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Nguyễn Ngọc Châu, hiện em 34 tuổi và đang là giáo viên mầm non công tác ở quận 1 ạ. Bây giờ thì Trình nói cho Châu biết về một số cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Về tính cách của em thì em là một người khá là điềm tĩnh và hiền lành. Em thì hòa đồng và sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ, lo lắng và suy nghĩ cho người khác, cho gia đình, người thân ạ. Ưu điểm của em thì em là người sống tự lập từ bé, thì đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình rồi. Có khuyết điểm gì không Trình? Dạ, khuyết điểm thì em hay suy nghĩ một chút. Hay suy nghĩ. Với lại dễ tin người. Em có một cái nữa là có hút thuốc nhưng mà đang bỏ. Dạ. Bỏ bớt đi. Dạ. Thôi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh, ưu điểm của em á là em rất là vui vẻ, hòa đồng, làm việc cũng chăm chỉ. Khuyết điểm của em á thì là em có tính là hay quên và nhiều khi cũng hay thích đi lòng vòng á, lái xe đi lòng vòng không biết làm gì á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào hết ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Lý do tại sao? Dạ thì thứ nhất thì cũng là do công việc á. Công việc môi trường của em thì tiếp xúc với lại con nít. Chủ yếu là con nít là nhiều. Môi trường làm việc thì không có nam. Phải chăng là em cũng có khó tính chút, có kén chọn chút đúng không? Dạ, dạ cũng không khó lắm. Cũng có gặp nhiều nhưng mà em chỉ mới mức độ là thích đơn phương thôi. Mình thích xong rồi cái người ta đi lấy vợ luôn. Ồ, không chịu nói ra đúng không? Cứ đơn phương âm thầm vậy đó. Thích dạ, ai có mà lấy vợ hả? Dạ, có lúc nói, có lúc nói, có lúc không. Nhưng mà khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn. Thôi thôi, dạ. Nguy hiểm nha. Chúc hôm nay em có thích em cũng đừng nói nha. Để anh nói giùm cho. Thôi, mời Trình. Bên kia chưa có mối tình nào, còn Trình mấy mối tình? Em chắc là cũng gần giống bạn, cũng yêu đơn phương thì cũng có nhiều, nhưng mà nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu thôi. Chào em Trình. Dạ em chào chị. Coi như cũng chưa có mối tình nào đó. Thôi coi như trời cũng muốn cho tụi em hôm nay gặp nhau đó. Em muốn có một người yêu thế nào, nói cho bà mối bà biết đi. Tôi coi dạ. Tôi xe duyên coi sao nào. Em thì không có tiêu chuẩn gì nhiều về người yêu, chỉ cần dễ nhìn tí là được. Còn với lại tính cách thì phải biết quan tâm và chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Em mong muốn cái ngoại hình của người con gái, người yêu của em sẽ như thế nào? Nói chung là dễ nhìn một tí, gương mặt phúc hậu. Cao bao nhiêu? Cao thì em cũng không đòi hỏi cao, bởi vì em cũng không có cao nên chỉ cần 1m55. Vừa vừa được rồi ha. Rồi người mình dây hay là mình ống chỉ? Mình ống chỉ là sao? Thon gọn là được chị. Cũng Vân là hơi ống chỉ đó. Thân hình ống lưu có. Được rồi, để mình qua xem. Em sao? Muốn tặng bạn gái một bài sáo được. Ok. Khoan để giống như là chương chi thổi sáo vậy đó nha. Để anh hỏi nha. Bạn gái trước, sau đó rồi bạn gái nói chuyện đi rồi bắt đầu em thổi sáo coi bạn gái hình dung em như thế nào. Chào em gái. Dạ em chào anh Nguyên Linh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ mẫu người của em á thì em mong muốn là bạn đó không có gia trưởng,
và có việc làm ổn định và thông cảm được cho cái công việc của em. Gì nữa không? Dạ phải biết vi tính. Biết vi tính hả? Dạ. Cũng chi vậy? Dạ tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm, nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Em cũng làm việc văn phòng, em cũng làm thiết kế nhiều nên cũng biết một ít về cái sửa máy tính. Ngoại hình á, em nghĩ là cái người bạn trai của em phải ngoại hình như thế nào? Dạ về ngoại hình thì cao hơn em, không có hói là được. Rồi có người buồn nữa. Cái chương trình này mình né chưa hói á. Hói là tiện đăng vui chật buồn liền. Thôi, thổi sao đi. Thôi nói sao. Giận mà thương á. Em biết bài này không? Cái tiếng sáo nó ma mị quá. Em cảm nhận thế nào, em hình dung thế nào về chàng vừa mới thổi sáo? Bạn bên đó chắc là người thích lãng mạn. Hình dung thử cơ, người bạn ấy ra sao? Dạ chắc ốm hơn em. Đúng rồi, thổi sáo riết với em. Thổi riết rồi nó ốm vậy đó. Mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với lại em gái của em. Dạ con xin kính chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh. Rồi xin chào. Chào anh và chào quý khán giả có trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chị gái của em là giáo viên mầm non cho nên là tính tình rất là dễ thương, rất là yêu thích con nít. Thì không biết là anh có thích con nít không ạ? Anh thì rất thích con nít ạ. Dạ. Và chị em cũng có một đam mê về thể thao nữa. Không biết là anh có chơi thể thao đánh cầu anh, không ạ? Anh có thể chơi được các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, anh đều chơi được. Dạ, nếu vậy thì quá tốt. Tại vì chị em rất là đam mê về cầu lông mà... Thì em cũng rất là hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ cho nhau cơ hội để mà có thể tiến tới tìm hiểu với nhau ạ. Ủa nó nghe này con. Dạ. Tôi thấy con quen lắm á. Hình như là thì đó, con có tham gia chương trình rồi nè. Dạ. Đã, mới đây nè, rồi cái tình yêu tiến triển sao rồi? Dạ, dạ hiện tại thì tụi con vẫn đang là bạn với nhau ạ. Rồi, dạ. Vậy là hôm con tham gia chương trình là chị con ngồi dưới nói chuyện đúng không? Dạ đúng ạ. Trời ơi, tôi làm mai nhiều quá, tôi nhớ quen lắm luôn mà không biết gặp ở đâu. Thấy có duyên quý vị. Cảm ơn em. Em lên ngồi ghế đó chị góp ý. Bây giờ chị lên rồi tới em nữa. Rồi nhà còn ai vô đây hết luôn đi nha. Dạ nhà có hai chị em thôi. Hàng xóm có ai cũng kéo lại đây hết luôn đi nha. Ai chưa có gì lại đây hết. Dạ. Thôi, đấy là duyên rồi ha. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với gia đình nhà cô, nhà em với các em của em. Rồi mời gia đình có ý kiến ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào cháu. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là cô của cháu Trình, cháu của cô là sống rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Mong lên được chương trình đấy rồi thì các cháu cũng là người trưởng thành thì cô cũng mong muốn là hai cháu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới sâu hơn. Cháu gái bên này thì cô thấy cũng hiền, phúc hậu. Cháu là nuôi dạy trẻ thì là cô cũng rất vui, mong cháu là cho nhau một cơ hội để hai cháu tiến tới được xa. Cảm ơn cô. Có lẽ Trình đang rất là xúc động đúng không? Tại sao vậy Trình? Trình có thể chia sẻ một chút về cái những cái cảm xúc của Trình như vậy. Trình nè. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tại em hồi nhỏ thì tuổi thơ của em không có được gọi là được như các bạn khác thì em sống với ông bà chú mà mặc dù thì ông bà chú mợ thì cũng tốt thôi nhưng mà em cảm thấy thiếu đi hơi ấm của gia đình. Em nhắc đến gia đình em xúc động.
yên tâm là sau chương trình này nếu mà tụi em tìm hiểu và yêu nhau á, thì tụi em sẽ có một cái gia đình riêng của mình, gia đình nhỏ. Và lúc đó thì chắc chắn là em sẽ là cái người chồng tốt, một người cha tốt, bởi vì em không bao giờ muốn vợ của mình cũng như là con của mình sẽ thiếu đi những tình cảm mà em chưa từng có. Dạ, chắc chắn là chị. Chắc chắn là như vậy, em, cho nên là chắc chắn là em sẽ làm. Rồi, chắc chắn mọi thứ sẽ trôi qua. Rồi gia đình hai tiếng thiêng liêng đó nó cũng sẽ đến với ta và nó ở với ta thôi. Đúng rồi. Quan trọng ta bảo vệ chăm sóc gia đình như thế nào. Mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Thôi, mở rào. Bắt đầu đi Trình. Xin lỗi em, anh hơi xúc động này. Dạ, không kể được mặt. Hôm nay đến với chương trình như đúng cũng là cái duyên. Dạ. Anh có món hoa, bó hoa tặng em thì phải có một món quà tặng em. Mong em sẽ luôn đẹp như bó hoa. Dạ, em cảm ơn anh. Đến đây em cũng có món quà nhỏ tặng. Đây đây, đưa chị cầm hoa giùm. Rồi mở quà đi. Đây là cái mỹ phẩm này thì anh cũng không biết là có hợp em không, nhưng mà anh thấy con gái thì ai cũng thích mỹ phẩm. Dạ, anh cảm ơn. Rồi Trình mở cái đó ra. Xem hoa quà của em nhé. Dạ. À, một quyển sách. Lúc đầu anh cũng có ý định tặng em một quyển sách. Thật là trùng hợp thì em cũng. Dạ. Dạ, còn một món nữa. À. Nhưng mà tí xíu anh hãy lấy ra. Rồi bây giờ mình xóa tan đi cái bầu không khí trầm lặng chút xíu. Trình hát tặng cho bạn gái một bài đi, đứng đó hát tặng cho bạn gái một bài cho nó. Hồi nãy em nói nào. Đó. Anh sẽ tặng em bài hát Ánh Nắng của anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Trời, ủa sao giống ca giống Đức Phúc quá em. Trời ơi, thổi sáo hay, hát hay. Em không có giỏi hát cho lắm, em chỉ giỏi nuôi ăn thôi à. Em nuôi rất là giỏi. Được rồi đó, vậy là em đó, em cái đó hay đó. Cố gắng nuôi bạn này sau bự lên chút ha. Nuôi cho anh tròn trong em là được. Chứ lúc đó về không biết là em tròn hơn anh nữa. Hẹn hò thế nào? Em thì hiện tại đang đi học thêm tiếng Anh vào 3 năm 7. Tranh các ngày đó ra thì các buổi tối là đều dành, có thể dành cho em được. Dạ, thì em cũng có cái lịch tập á. Em hay đi chơi thể thao á, em hay lịch tập là 3 năm 7 á. À. Thì những ngày còn lại thì em trống. À. Dạ. Thì lúc nào thì nếu em rảnh được dạ. Thì... Vậy là cùng được là 3 năm 7 hả? Dạ. Dạ. Vậy là 2 thứ 6 là ba hai đứa đều rảnh đúng không? 2 thứ 6 chủ nhật. Là 2 thứ 6 chủ nhật nữa nghe. Còn chủ nhật nữa chị. Vậy em hỏi anh là anh sống nội tâm vậy, nhiều khi em là chơi với nít quen rồi đó, đôi khi em cũng giống nít lắm. Thì lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận vậy á. Về tưng tưng thôi, tưng tưng về không biết anh chịu nổi em. Ôi. Không? Anh không phải là tưng tưng nhưng anh cũng là người khá là hài hước đấy. Dạ em cũng hài lắm à. Thử em xem đây là một cậu bé lớp của em đi. Dạ. Em sẽ làm gì? Bé mới đến lớp thì em sẽ hướng dẫn bé cách rửa tay á. Vậy hả? À? Dạ. Hướng đi. Dạ thì trong đó còn một món quà nữa anh. Nữa hả? Dạ thực hành luôn. Thực hành luôn. Dạ. Đây hả? Có lấy là nước rửa tay, keo rửa tay khô anh. Bây giờ mình lấy một ít. Rồi. Dạy cho bé rửa tay hả? Dạ, em dạy cho bé rửa tay. Rồi bây giờ con làm theo cô nha. Con làm này không được cô ơi. Không, bây giờ con xoa như vậy cho đều nè. Rồi bây giờ mình sẽ chú viết chì nha. Thường thường đây là viết chì nha. Rồi bây giờ mình chuốt nè. 1, 2, 3. 1. Đến theo cô nè.
1, 2, 3. Mình xoay nhanh. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình đổi tay. Khó quá rồi. Chú gì xoay như vậy dễ mà. Rồi cái này chuyển qua cái này dễ hơn nè con. Bây giờ mình tưởng tượng đây là cầu tuột ha. Mình tuột ha. Rồi tuột nè. 1, 2, 3. Đổi tay. 1, 2, 3. Giờ mình tuột ống nè. Xe tóc bạc. Mình tuột nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình sẽ chà tay nha. Con đang tay vào nhau. Rồi bây giờ mình chà. Cái này giống như chồng cô biết đó coi. Đúng rồi. Bây giờ mình bạn mới lính góp là phải như vậy. Rồi bây giờ nè, trận cuối cùng là mình bắt đứa cam nè. Bây giờ mình tưởng tượng nha. Cái cam nè. Rồi bây giờ mình bỏ cho lòng tay bắt đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi xong. Vũ. Về hai chồng chơi này hoài vui. Được đó. Về lúc nào mà hai đứa giận nhau chơi này vui nè. Bây giờ hai đứa tay sạch rồi nắm tay nhau đi. Nào Trình. Dạ. Nắm hai tay luôn. Trình nhìn thẳng vào mắt Châu. Cảm nhận nãy giờ qua cuộc đối thoại, Trình trong lòng của mình thấy thế nào? Thì anh mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Tất nhiên là chúng ta tìm hiểu, còn về tương lai thế nào, có đến được với nhau hay không, thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta mới biết được những tính xấu và khuyết điểm của nhau. Bởi vì không phải là ai cũng hoàn hảo cả. Lên ở đây chúng ta chỉ là cái duyên để đến gặp ở đây thôi. Còn trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thì biết đâu đó em sẽ thấy anh những cái xấu nữa hơn nữa nó rời ra thì em lại không chấp nhận anh. Nhưng mà anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau thôi. Điều đấy là anh sẽ rất cảm ơn. Dạ. Rồi cảm ơn em. Ta bấm đi nè, ta ngồi để bấm nè. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, hai cái cặp cặp cùng lúc luôn rồi. Đấy, tay đã xen vào tay. Trời trò, hồi nãy cô kêu trò rửa tay rồi đó. Rồi dạ, bây giờ sạch cho nên cầm. Ừ, rồi bây giờ á, trò đóng mọc lên má của cô đi. Em cho anh hôn em. Hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và đấy, các anh chị khán giả trong trường quay có mặt trong ngày hôm nay. Và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tố Nữ, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Nữ hả? Dạ, Tố Nữ. Làm gì Tố Nữ? Dạ, em làm về chuyên về mảng planning cho một công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh ạ. Ở quận mấy? Dạ, ở quận 7 ạ. À, quận 7. Dạ. Trời, cái tên Tố Nữ nghe tự nhiên tôi thèm khát một mít, cái trái cây gì đó. Ừ. Mít, mít Tố Nữ. Dạ. Ừ, tranh Tố Nữ cũng đẹp mà mít Tố Nữ cũng ngon. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Đình Lân, em năm nay 30 tuổi. Huỳnh gì? Huỳnh Đình Lân ạ. Tại thì em đang làm kế toán ở Sài Gòn, thì em làm ở quận 3. Còn nhà của em thì ở Đà Lạt. Bạn gái cho biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, sống hơi giản dị một chút. Ngoài những yếu tố đó ra thì nằm hết ở yếu tố còn lại ạ. Chị? Dạ. Ví dụ coi cái điểm dở nhất của mình là gì? Dạ, chắc là hơi thẳng tính một xíu ạ. Thẳng tính là tốt, đâu có gì đâu mờ mờ ấy. Điểm nào nữa? Em hay dùng dầu gió mỗi khi mà gặp stress hay là về vấn đề gì thì sẽ hay dùng đến nó để mà giống như là thay vì các bạn nữ thì dùng nước hoa thì em nó là giống như dầu gió đúng không? Dạ đúng rồi. Nói cho em biết là chị không stress, chị cũng xài dầu gió. Cho nên cái đó cũng không phải là điểm yếu luôn. Dạ, vậy thì chắc là nằm hết ở ưu điểm rồi. Vậy là em không có điểm yếu đó. Nè nhà trai ơi, bên đây không có điểm yếu luôn. Dạ, vậy để em có điểm yếu bù vô chị. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh của em là em có tinh thần lạc quan cực kỳ tốt. Tại vì công việc của em rất là stress. Nên tự bản thân mình phải gọi là refresh bản thân được.
Còn về điểm yếu hiện tại đó là do cái tính chất công việc á, nên cái khả năng của em là trong cái phần mà giao tiếp hay là tìm hiểu về các bạn nữ thì nó hơi có vấn đề một chút, gọi là hơi nhát một chút. Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì chưa có cái nào gọi là chính thức cả, chỉ có cái gần chính thức. Gần chính thức là ngồi bên kia đúng không? Dạ không, gần chính thức đây là mối này chắc chắn chính thức hả? Rồi còn bên mình thì sao nè? Dạ hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Chắc chưa là... có luôn, trước dạ, đây chưa... cũng chưa có luôn. Chưa, do em sống hơi lý trí một xíu. Dạ. Thì hôm nay cũng nhân chương trình thì cũng có một cái cơ hội cho em, cho nên thì em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Dạ. Nghĩa là em phân khúc ra từng dạ, cái gọi là giai đoạn trong cuộc đời của mình, và bắt đầu từ hôm nay đổ đi em sẽ nhường cho con tim, đúng không nè? Dạ. Rồi qua tôi coi dạ, trong coi mặt chàng chị... trai Đà Lạt coi sao nè. Hello dạ. Chào cưng, em tưởng tượng đi bạn tố nữ bên đây sao? Chắc là tranh tố nữ. Vừa là tranh tố nữ vừa là mít tố nữ luôn. Em muốn tìm một hình mẫu lý tưởng nào nói cho bà mối Hồng Vân biết đi. Em muốn bạn nào đó có giọng nói dễ thương, dễ thương trong cả giọng nói và cách nói chuyện nữa. Em có thích con gái sống lý trí không? Dạ, nếu sống lý trí quá thì cái mặt tình cảm của bạn sẽ bị lấn át đi. Và sẽ có nhiều quyết định nó bị ảnh hưởng. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Thì em nghĩ là sẽ phù hợp thôi. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Em đọc rất là sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Dạ, xin thưa với ông mối, xin mời ông có thể giao lưu với nhà gái. Em nhờ anh xíu. Cái này hả? Để có ông thì thầm cái gì đó. Cái gì đây? Hả? Gì vậy? Tài chính cá nhân một tháng. Giới thiệu đàn trai. À, rồi. Tài chính nhà trai. Thu nhập cố định hàng tháng 15 triệu. Rồi. Chi phí thuê nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. Chi phí ăn uống 120.000 nhân cho 3 ngày. 30 ngày là 3.6 triệu. Rồi, vậy là mua sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi. Di chuyển 400.000 tiền xăng một tháng. Rồi. Chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi. Tiết kiệm 5 triệu. Rồi. Dự phòng 2 triệu. Rồi. Đó là tài chính một tháng rồi cá nhân. Tài chính sau khi kết hôn này người ta đã có cái bảng. Rồi thì đọc đi, đọc đi. Chàng trai kế toán mà. Kế hoạch chi tiêu tài chính sau khi kết hôn. Thu nhập cố định hàng tháng cũng 15 triệu. Chưa lên đó. Lương ngoài 2 triệu, à có lên. Có lương ngoài nữa làm thêm 17 triệu. Chi phí thuê nhà 4 triệu à, có vợ rồi. À là nhân đôi hả? À, nhân đôi có vợ rồi phải rộng hơn chút xíu. Chi phí ăn uống hàng ngày 100 ngàn nhân cho 30 ngày là 3 triệu. Lên rồi ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Có một mình ở đâu ăn 120 ngày. Mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là ủa, sao? Ừ đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là 2 nồi cơm, giờ còn có 1 nồi cơm nó giảm à. À giảm một nồi giảm chi phí hai người nó giảm xuống. Mua sắm hai người cũng có 1 triệu thôi. Di chuyển 500 là lên được 100. Lên được 100 sao kỳ vậy? Để chở đôi, đi chở đôi thôi. Chi phí khác 1 triệu. Tẹo lại. Tiết kiệm 5 triệu rưỡi. Dự phòng 2 triệu, trời ơi. Chi phí hết trơn. Tính hết trơn hết trời. Tính rồi. Tính hết rồi đó, cứ thế mà làm thôi. Em nói cho anh Quyền Linh biết cái cảm nhận của em về cái cách chi tiêu của gia đình bên đàn trai như thế nào. Nếu như mà cho em hỏi bạn nam bên kia một xíu. Nếu như mà nếu như mà em là một người khác với lại cái chi tiêu mà anh đã lập ra ấy, anh có sẵn lòng cùng em lập lại một cái bản kế hoạch mới được không ạ? Rất sẵn sàng luôn, em chỉ cần vạch kế hoạch rồi anh thực hiện. Dạ, vậy là em sẽ tự viết nên cái bản kế hoạch này đúng không anh? Đúng rồi em. Vậy vậy thì nhờ anh Quyền Linh cắt cái tờ giấy này vào trong túi được không ạ? Xé đi ạ. Xé hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh kia đồng ý sẽ làm theo cái bản kế hoạch của em. Xé đi, xé. Cho phép ha. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn. Anh thấy bản này nó cũng hợp lý khi một mình thôi. Ừ. Bây giờ em gái, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái thứ nhất thì vì chiều cao của em không có giới hạn, cho nên là em muốn một người bạn nam cao từ 1m68 trở lên. Cái thứ hai thì về ngoại hình thì ưa nhìn một xíu, đặc biệt là không được hút thuốc, cờ bạc. Có không? Dạ, không hút thuốc và không biết đánh bài. Có ý chí tiến thủ, chín chắn để quyết định, những lúc cần quyết định thì bạn sẽ là người ra quyết định. Ok. Anh thấy thích và gái rồi đó. Thôi bây giờ em trai em đi với ai? Dạ có chị họ với đồng nghiệp em. Rồi mời đại diện nhà trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả khán giả ở đây, và hai bạn ở trên sân khấu. Em là chị của Lân.
thực ra cái bảng chi tiêu lúc nãy á là một cách để mà thể hiện Lân là dân kế toán thôi, chứ thật ra Lân không có tính toán như vậy đâu. Nên bạn nữ yên tâm ha. Dạ. Và hôm nay tới đây á thì Lân cũng rất là chín chắn và thực sự là rất nghiêm túc để tìm một nửa kia của Lân. Còn bạn nữ bên này thì thật ra là chị rất là thích tính cách của em. Dạ. Rất là rõ ràng, tinh tế, chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Và chị nghĩ là Lân Lân cũng rất sẽ rất là thích. Chị nghĩ là hai bạn có cái, một cái sự matching với nhau đó. Rồi, cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em ruột của em ạ. À, em ruột hả? Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và tất cả mọi người ở đây. Con tên là My và con là em gái của chị hai con. Chị hai con là một người rất là sống độc lập. Chị ấy luôn là một người mà đặt mục tiêu từng năm. Cho đến năm này thì ba mẹ con cũng hối rồi. Nên là chị của con thì cũng muốn mở lòng của mình ra. Trước giờ thì con cũng không có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị con. Chị con nói gì thì con cũng đồng ý. Nên là con tin vào quyết định của chị con. Rồi con nói sơ sơ nãy giờ con cảm nhận anh này như thế nào cho chị con nghe đi. Dạ, thực sự thì con thấy anh là dân kế toán nên là anh rất là sống rất là có kế hoạch. Và con nghĩ là chị con chắc là sẽ cũng cần một người giống như vậy. Ừ, rồi, tốt rồi. Con nay nhiêu rồi? Dạ. Con nay nhiêu rồi? Dạ, con 24 tuổi. 24 hả? Con nhiều chưa? Chưa. Khi nào cần lên đây gặp chú với cô Hồng Vân nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ok, bây giờ mình đã nghe góp ý hai gia đình ha. Bây giờ thôi, để hai bạn gặp nhau đi. Mở rào. Dạ, em nào nữa? Dạ. Bạn đọc rồi kể lại cho mình cũng được. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh thì đó là một cái combo, cái cuốn nốt thì nó sẽ làm anh sẽ ghi những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai của mình. Thì bên cạnh đó thì sẽ luôn luôn có một cái chiếc đồng hồ để mà luôn luôn nhắc nhở cái việc mà đặt mục tiêu của mình nó sẽ hoàn thành đúng cái thời gian đặt ra. Và cái tiếp theo đó là cái sở thích của cá nhân em thôi. Thì em nghĩ nó giúp em giải tỏa stress. Thì hy vọng nó cũng sẽ giúp anh giải tỏa những cái khó khăn hoặc là vướng mắc gì trong công việc cũng như là cuộc sống. Em làm đồng hồ của anh luôn được không? Dạ. Không cần có người nhắc. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ. Lúc nãy á, anh nghe nói là em là người rất là mạnh mẽ, có ý chí, có kế hoạch, mọi thứ được sắp xếp. Nhưng mà có những thứ không thể nào sắp xếp được, nhất là trong chuyện tình cảm nữa. Tại vì tình cảm nó không thể nào sử dụng lý trí được. Nên nếu như em nói em muốn mở lòng trong năm nay hoặc là năm sau gì đó thì em đã có cái dự định gì cho việc mở lòng đó chưa? Có nghĩa là để một chút tình cảm nó lấn át lý trí của em chưa? Như em có chia sẻ đó thì cũng như là em gái của em chia sẻ thì ba mẹ em ở nhà cũng hối lắm rồi. Cho nên cái việc mà năm nay em quyết định cho trái tim của mình lên ngôi á là cũng một phần là em nghĩ là em đủ chín chắn và đủ cần một người để mà ở bên cạnh mình. San sẻ những cái khó khăn cũng như là cuộc sống vui tươi của mình trong cuộc sống ạ. Tại vì dạ. Anh thấy em là người tự lập rất tốt. Dạ. Có thể tự giải quyết mọi khó khăn luôn. Dạ. Em có thể kể một chút cái nào mà em đang cảm thấy khó khăn hoặc là cần anh giúp được không? Chắc là việc chi tiêu trong gia đình thì cái đó gần như là em không giỏi cho lắm. Em lập ra cái mục tiêu cho cá nhân mình thôi. Còn cái việc mà chi tiêu á, thì em nghĩ chắc là chương trình tìm đúng người cho em hay sao á, sẽ giúp em chi tiêu, giảm bớt chi tiêu lại một xíu. Dạ. Anh nghĩ là chắc là các khoản chi tiêu trước đây của em chủ yếu là phục vụ cho bản thân mình hoặc là lo cho gia đình của mình. Thì anh nghĩ nó là cũng hợp lý thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu anh giúp em thì có một chuyện anh sẽ giúp em đó là mình xây cái nhà. Mình xây cái nhà. Ừ. Dạ thì vậy cho em hỏi là anh có đất rồi hay sao vậy ạ? Không, anh không có đất nhưng anh nhìn thấy em mới thấy đồng hồ rồi thấy kế hoạch là anh thấy sắp rồi đó. Dạ sắp. Dạ rồi anh có nghĩ 2 năm nữa thì anh sẽ là một người như thế nào không? Anh chưa bao giờ nghĩ 2 năm nữa là người như thế nào. Anh chỉ nghĩ là trong cuộc sống này anh sẽ là người sống hạnh phúc nhất với chính bản thân mình, với những người thân xung quanh mình. Đó là điều anh mong muốn. Tại vì như em nói đó, em là người sống về lý trí, còn anh thì tình cảm nhiều hơn. Và thật sự anh rất là yếu đuối trong chuyện tình cảm. Vậy cho em hỏi là sao trong 30 năm về trước á, thì anh lại không tìm một cái người bạn nữ nào để cùng anh chia sẻ? Thì cái rào cản nào để mà anh tìm một bạn nữ sẽ phù hợp với anh?
Thật ra nếu nói kỹ hơn là cuộc sống trước đây á, thì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là sẽ lập gia đình hay là có tình cảm bất kỳ ai cả. Cho tới khi là anh thấy là mình xảy ra biến cố rồi và anh nhận ra là mình không thể nào sống một mình được. Tại vì bản thân mình, ngoài cái chuyện là chia sẻ tình cảm, chia sẻ với người thân, thì có một điều quan trọng hơn nữa, đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc thì không thể nào một người có được hạnh phúc. Dạ. Anh có câu hỏi nào không? Không, nhìn em xinh quá anh hết muốn hỏi. Vậy vậy thì chắc là em hỏi rồi. Mình tiến đến mình nắm tay cô gái để trao cảm xúc với nhau. Thôi, mình hát tặng bạn gái một bài gì đó. Bạn gái cũng vậy. Anh cũng muốn hát đó mà giờ anh sợ hát lên là bị bể dĩ liền. Dạ, hát hay không bằng hay hát. Thôi để em hát trước thôi. Dạ rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Em xin hết. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Cho anh nợ một bài nha. Dạ không sao ạ. Hiện nay trong trái tim của em đang như thế nào? Em có thể diễn tả và cảm nhận từ người đối diện như thế nào? Hãy nói rút ruột rút gan cho bạn gái nghe đi. Thật sự thì em nhận thấy đây sẽ là một người có thể giúp em tiến xa trong cuộc sống, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Trời okay. Ơi, cái câu đáng yêu lắm luôn á. Bây giờ hai bạn để tay vào nút bấm. Các bạn có thể đưa ra chứng kiến của mình, quyền quyết định là của mình, và bấm bằng trái tim của mình nha. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Rồi, thẳng bây ra. Giờ sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm hoặc không bấm nha. Dạ. 1 2 3 Hết thời gian. Cả hội trường mừng vui đó, cả hội trường mừng vui đó. Nắm tay, bây giờ là mình có quyền nắm tay nhau rồi. Coi như ba mẹ đang xem truyền hình. Bạn nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Rồi ba mẹ của mình nữa. Đứng ở đây con xin phép bên ba mẹ của bạn gái và cũng là ba mẹ của con luôn. Thì thật sự con không dám hứa chắc là sẽ đem lại niềm vui cho bạn gái này lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng mà con chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất ở bên cạnh con. Nhân đây là mình xin hôn bạn ở đáng yêu vậy thôi chứ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13 triệu 800 ngàn đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chứng kiến cặp đôi đầu tiên họ đồng ý hẹn hò, chúc cho hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Thương quá, tôi nôn quá à. Gặp liền cặp đôi thứ nhì đi lên. Rồi, xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Yeah. Mẫu bạn trai của em đơn giản lắm, chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay, với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Ông cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Mời nhà trai. Vui vẻ ha. Rồi, mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ, và quý vị khán giả đang ngồi có mặt ở trường quay. Em tên là Trần Hồng Linh Sơn, em 26 tuổi, hiện đang là cán bộ của trực thuộc đội quản lý đô thị huyện Nhà Bè.
Rồi Sơn ở Nhà Bè luôn hả? Dạ em ạ, con ở Nhà Bè. Rồi bây giờ bên mình nè, con giới thiệu đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Con tên là Vũ Thị Kiều Trang. Con năm nay con 26 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Con đang sinh sống và làm việc tại Rạch Giá, Kiên Giang. Rồi con từ Kiên Giang lên đây lúc nào? Dạ con đi 11 giờ đêm hôm qua. Đêm hôm qua, làm đây lên gặp chương trình luôn. Dạ con lên tới đây 6 giờ sáng. Ừ, con làm gì? Dạ con làm nhân viên kế toán tại công ty xuất nhập khẩu á. Ở dưới Kiên Giang đó. Tên... mạnh điểm yếu của Sơn là gì? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, vui vẻ, có thể biết nấu ăn, rất là dễ bắt chuyện với một người bạn mới. Còn điểm yếu là hơi tự ti về bản thân và rụt rè trước bạn nữ. Tại sao tự ti? Thì nhìn sao đâu con. Dạ bên kia cũng giống giống vậy thôi, cũng lo gì đâu ha. Cơ địa mình vậy rồi, mình có khả năng mình tập thì nó sẽ xuống thôi chứ không có gì đâu ha. Dạ chú xưa chú bự hơn con đó, chú bự gấp gấp rưỡi luôn đó. Rồi giờ con mà sao ta? Múp míp luôn, có cái đẹp cũng múp míp. Dạ điểm mạnh dạ, của con là rồi. Con thích nấu ăn và dạ, con biết làm bánh, con thích giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của con? Điểm yếu của con là con hơi nóng tính, nhưng một phần là con không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi con tức giận là con bộc lộ ra mặt lắm. Rồi con có sợ yêu xa không? Dạ không. Không hả? Dạ. Sơn ơi, Sơn đã xuống Kiên Giang bao giờ chưa? Dạ con xuống dưới rồi cô. Rồi con có thấy con gái Kiên Giang đẹp không? Dạ cái này con không đánh giá được, tại vì con đi là có khi là đi công việc, không thì đi bưng quả giùm thôi. À vậy hả? Dạ, nữa vì quả có người bưng lại con yên tâm đi. Mà con không nghe hả? Kiên Giang mình đẹp làm sao, đâu cũng đẹp mà ai ai cũng đẹp. Mình có mấy mối tình rồi à Trang? Dạ con chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết trơn á. Con chỉ tìm hiểu và thấy không hợp rồi tiếp tục làm bạn thôi. Tìm hiểu trong bao lâu? Dạ lâu nhất là cũng 5 tháng rồi, nhanh nhất thì cũng 2 tháng rồi ạ. Tìm hiểu thôi chưa có gì sâu đậm hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Con thì trải qua một mối tình. Sao chia tay Sơn? Lúc đó là trong thời gian thì con còn đi học nên là bạn nữ về nhu cầu kinh tế thì không có đáp ứng đủ cho bạn nữ nên là chia tay, không hợp nữa chia tay. Sơn có tật xấu gì không? Tật xấu của con thì chắc là chỉ có vấn đề là ngủ. Tại vì tối tối con thức khuya nên là sáng nếu không đi làm những ngày nghỉ là con có thể ngủ tới trưa mới dậy. Chào Sơn. Dạ chào cô. Con có một cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cái mẫu bạn gái của con thì giống như bao bạn trai khác thôi, nhưng mà có một cái đặc điểm là cái mái tóc không quá ngắn. Mái tóc không quá ngắn. Rồi đừng có ngắn giống như trai đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ cô hiểu rồi. Còn về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, hơi trẻ con tí thì cũng được. Còn vấn đề mà nấu ăn hay chăm sóc gia đình thì cái đó thì có thể là hai bạn khi mà nếu mà sau này có tiến xa hơn thì cái đó thì hai bạn sẽ tự bù đắp cho nhau cái đó. Rồi cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Dạ thì cũng nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Dạ cũng tròn tròn giống con để khỏi bị chơi giống số 10 di động. À tròn tròn giống con hả? Dạ. Hôm nay con đi với ai ạ? Dạ con đi với chị họ của con và chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Tâm, em là chị họ của Trang. Trang ở nhà thì là một người cực kỳ vui tính, yêu thương động vật. Gia đình của Trang cũng rất là tốt. Còn về bạn trai bên đây thì nói chung là vừa bước lên là em cảm thấy em cực kỳ thích luôn. Tại vì hợp lắm. Mà kiểu tròn tròn như nhau á, cái ngoại hình là đã thấy thích rồi. Về tính tình thì bạn nói là bạn rụt rè, em càng thích hơn nữa tại vì hợp với lại Trang. Trang cũng rụt rè lắm à? Trang thì không rụt rè, cho em nghĩ cái đó là nó sẽ có thể bù đắp được. Nhưng mà với Trang á thì chị nghĩ là Sơn kiên trì một chút. Tại vì Trang nói chung là có những cái Trang tính tình rất là thẳng thắn, kiên trì một chút thì sẽ ok. Dạ. Còn chuyện hai bạn ở xa nhau thì cái đó thì chắc là nếu tự như tự mà đã ông có mối, ông tính thử ông qua ông coi bên sao. Nhà gái tôi cái coi nè, cái chuyện xa là không có quan trọng ở đây. Dạ con chào chú. Trời mặt dễ thương quá trời, hai đứa nó cũng gọn gọn như nhau nè. Tại vì con bị sụt sữa trễ. Mình có thể luyện tập được, con có chơi thể thao gì không? Dạ lúc trước thì con hay thi đấu kéo co. Dạ hèn chi kéo quá nó xệ vậy đó hả, nó sổ đó. Hai đứa đều có khuôn mặt rất là đáng yêu luôn. Ôi dễ thương, mặt bên đây cũng dễ thương, bên đây cũng dễ thương á. Bây giờ con Sơn đi với ai nè Sơn? Dạ con đi với mẹ, bạn và bà ngoại. Ngoại tư. Ôi chào bà ngoại, chào mẹ, chào cả nhà luôn ha. Mình là mẹ của Linh Sơn. Hồi giờ mẹ đến đây thì mẹ không biết nói gì. Giờ nếu mà con đồng ý thì mẹ đồng ý. Có lẽ cô đang khóc đúng không? Xúc động. Tại xúc động đúng không? Tại sao cô lại xúc động như vậy? Tại vì thấy hai đứa
cùng tính cách, hai đứa tướng phù hợp với nhau, hai đứa rất là xứng. Cô có mong là Sơn sớm đưa con dâu về không? Dạ rất mong. Nếu mà hai đứa không đến chương trình thì thôi, nếu mà đứng đến chương trình này rồi thì thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội. Dạ. Bây giờ vậy cho hai trẻ trẻ gặp nhau đi nha. Khen chú, khen khen chú. Hồi nãy có nghe chú có đói bụng rồi không chú? Tôi đói con. Dạ con có gì con? Dạ bánh. Bánh con làm, con mời chú với bạn em. Trời cảm ơn con. Trời nó tốt quá ta. Nói được à con? Dạ. Chú chấm ngay từ đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi xong cô ngồi đây rồi đưa chú hết nguyên hộp. Dạ chút nữa con tặng cô ghiên. Ghiên hả? Ghiên dạ. Ừ. Nhỏ này tôi cũng chấm nó từ đầu luôn á. Lấy lòng ông Mai ha. Cho ông cái nắp đi nha. Để cho cái nắp đi. Ăn đây mất cỡ quá chứ. Bốn cái bánh này không đủ chú đâu. Chú ăn thôi, mở rồi. Rào đi. Mở rào cho hai trẻ chú nó gặp xong nhau. Để chú nhập vào hội viên Sơn luôn. Vừa thôi, luôn. Mở rào đi bà con mở ơi. Mở rào. Thơm quá. Dạ chào bạn. Cái này là một ly trà sữa. Thì con gái mà ai cũng thích trà sữa hết nên là mình không có gì tặng bạn cái ly trà sữa. Mình cũng thích trà sữa. Thôi. Cái đây đưa đưa cô cầm. Bớt uống trà sữa là đi con. Mình thì sở thích là đi du lịch cho nên là mình tặng quả địa cầu là hy vọng là mình có thể cùng bạn đi du lịch là những nơi mà mình thích. Không, mình cùng sở thích á. Dạ. Cảm ơn bạn. Cho anh hỏi là cái cảm giác lần đầu khi mà gặp anh thì em có cảm giác như thế nào? Dạ. Có giống phù hợp với cái mẫu bạn trai của mình không? Dạ, em thì mẫu bạn trai của em đơn giản lắm. Chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi ạ. Vậy cho anh xin hỏi thêm là cái tần số của em là tần số mấy? Dạ là em khi em gặp bạn thì em giỡn hơi nhây. Với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Vậy hai đứa mua chén nhựa về ăn đi. Gặp em lần đầu tiên anh có gì bất ngờ hay là anh có ý kiến gì không ạ? Cái này thì nói chung là không bất ngờ tại vì mình không có quan trọng là cái ngoại hình. Dạ. Quan trọng là cái tính cách. Dạ. Mà khi mà nghe em nói về cái tính cách của em là hơi nhây á. Dạ. Thì nó lại kiểu là có thể là đúng tần số với nhau. Tại vì khi giỡn mà cũng rất là nhây. Dạ. Thì em cũng có nhiều tật xấu lắm, em thì cũng hay nóng tính như rất thẳng. Cho nên em sẽ cố gắng tiết chế lại. Thì nếu mà nhiều khi em nóng quá thì anh cũng thông cảm bỏ qua giùm em. Cái đó có thể bỏ qua được. Dạ. Còn về cái chuyện hẹn hò. Dạ. Thì nếu mà khi mà hai mình đã cho nhau có một cái cơ hội yêu xa. Dạ. Có thể là một tháng chỉ xuống Kiên Giang một lần. Thì em có cảm nghĩ gì? À, nếu mà anh xuống không được thì để em lên cũng được, không sao hết. Trời ơi. Thì cái này anh chịu, cái này anh chịu. Nếu mà hai đứa yêu nhau vậy thì bao lâu mình về chung một nhà, chứ để yêu xa hoài mệt mỏi lắm. À dạ, ba con ra điều kiện cho con là tháng 6 năm sau con phải lấy chồng. Sao nè, Sơn có ý kiến sao về cái điều kiện này nè? Không, nếu mà bác trai ở nhà mà đã nói tháng 6 á. Dạ. Thì có thể là sớm hơn dự định của anh. Dạ. Tại vì anh dự định là có thể tới cuối năm. Dạ. Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Dạ. Làm luôn đi. Ra duyên anh cưới em luôn. Em muốn sau này là trai hay là gái? Con gì cũng được, miễn sao là con của hai người là được rồi. Lại là một câu rất là trùng tần số với nhau. Dù trai hay gái miễn là con của mình. Dạ. Rồi, tiền bạc, kinh tế ai quản lý? Kinh tế là chắc cho anh nói trước. Sau này là khi mà về chung rồi á, nếu mà được anh có thể đưa em nếu em cần. Nhưng anh chắc chắn là anh sẽ không đưa hết số tiền mà anh kiếm ra. Dạ. Tại vì anh còn phải để phòng thân. Để anh nói trước nên dạ. Là cái này khỏi bỡ ngỡ. Dạ, em cũng biết mà, ai cũng có cái quỹ đen riêng hết. Ê, đúng rồi, đúng rồi, đúng. Như vậy là kinh tế hai người tự chủ, tự quản. Rồi khi nào mà sẽ có một cái quỹ chung. Dạ đúng rồi. Đó, con. Hai vợ chồng đó tháng bỏ vô cái quỹ chung đó bao nhiêu. Dạ. Để chi tiêu. Dạ. Rồi bây giờ nè. Dạ. Bà nam tiến tới nắm tay bạn nữ nào. Ai truyền nhau cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Đó. Trời tay lạnh. Tay luôn Sơn. Đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Có bức nói gì với bạn gái. Hay hát tặng bạn gái đứng gần gần nhau xíu sao vậy, giống kéo co vậy. Hát hả? Anh xin hát tại cái một đoạn trong bài hát Tình Khúc Vàng. Dạ. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muốn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố.
bước theo em bên quanh hỡi tình say. Giờ về dòng sông ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta trời vơi theo cơn sóng. Đó dạ. Thôi. Dạ. Mình đáp lại đi con, bên nhà gái mình đáp lại đi. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít nhóng trong, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Em cũng hết thuộc rồi. Hay. Rồi, rồi, rồi. Ngồi. Về ghế ngồi đi nào. Dạ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, có sự góp ý của hai gia đình rồi. Hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần cuối cùng xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, nếu trái tim mình thật sự rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, khỏi bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. Suy nghĩ thiệt kỹ nha. Rồi cô đếm nè. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Nhắm mắt vô cái tôi mở ra trái tim nó đỏ tươi vậy đó. Đó. Bây giờ nè Sơn, ba mẹ của bạn gái đang xem truyền hình ha. Dạ. Sơn nói gì đó, tức là xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Hẹn hai bác một ngày không xa, con sẽ xuống Kiên Giang và xin thưa chuyện với hai bác. Ôi giời con. Dạ, con xin phép hai bác đang xem truyền hình ở nhà. Nay là ngập đầu tiên thì con cũng xin một nụ hôn gửi cho em. Để khi em về Kiên Giang em sẽ nhớ cái nụ hôn của cha nhà bè. Em có gia trưởng không? Dạ không. Ba mẹ mình ở nhà có khó không? Không. Rồi ví dụ người đó có con riêng rồi, như trường hợp bạn này thì sao? Em có sẵn lòng không? Dạ, hỏi thiệt. Dạ không. Lý do? Em thì thích người cũng một lần lỡ duyên rồi, nhưng mà thích cũng chưa có con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mai mối. Đây là công việc thường trực của Cát Tường nha quý vị. Bạn trai ngồi đây rồi, Tường sẽ ra mời bạn gái của mình vào nha. Rồi, hai bước nữa, ghế bên trái. Ok, rồi, xin mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Xin chào hai bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình nha. Bạn trai giới thiệu trước. Em xin chào chị Cát Tường, chào bạn gái đang ngồi chơi bên cạnh. Em tên đầy đủ là Lê Công Văn, em đến từ Thanh Chương, Nghệ An. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ, em làm... Em sản xuất tại công ty Paugen Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Em sản xuất đế giày. À, đang sống với ai cơ? Dạ, em đang sống một mình. Em định là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn hay là sau này sẽ về quê? Tương lai già nhưng về quê hiện tại thì dạ, chưa biết ha. Ừ. Vậy là thứ bảy chủ nhật mình có nghỉ không? Chị có nghỉ chủ nhật thôi chưa? Nghỉ chủ nhật, còn bình thường là sai ca, có cả dạ. Ngày và cả đêm. Dạ dạ. Rồi, chào em gái, giờ mình giới thiệu đi em. Chào chị Cát Tường, chào bạn Anh kia và mọi người đang xem chương trình mà em nhỏ. Dạ, em Trần Thủy Chi, em quê quán em ở Bình Thuận, anh hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. À, ở Vũng Tàu. À, mình đang làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ em làm tóc chị. Làm tóc. Rồi hôm nay lên đây ghi hình là tiệm tóc ai coi? Dạ đóng cửa. Đóng cửa, mình có thợ phụ không? Dạ không, tại em mới sang tiệm được 10 ngày này. À, mà về Vũng Tàu sống lâu chưa? Dạ được 5 năm chị. Rồi ví dụ mai mốt giờ lên Sài Gòn lập nghiệp được không? Thế thì có điều kiện rồi. Dạ, nếu có điều kiện thì sẽ đi. Ờ, đúng rồi, ở đâu cũng được. Có nghĩa là mình ở đâu mà kiếm được tiền thì mình đi đúng không? Dạ. Rồi em có hay ra Vũng Tàu chơi không? Dạ, ý không chị. Rồi biết Vũng Tàu không? Có biết nhưng em có đi một lần du lịch ở đó. Ờ, nếu mà đi tấp hành là giờ có 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi thì tới à? Dạ. Lâu lâu đi cuối tuần đi tắm biển chơi, được không? Thường thường thì em thì hay đi ngày lễ thôi chị. Ờ. Sau cái ngày chủ nhật thì cũng ít đi lắm, có thời gian. Rồi. Còn giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết hát nhạc sống, hát karaoke, hớt tóc nam và... Có biết hớt tóc nam nữa? Dạ, và biết các mạch điện sinh hoạt trong nhà, thì nấu ăn. Rồi bây giờ để tỷ như là
có bạn gái rồi là lấy vợ rồi sinh con đẻ cái thì có đủ nuôi vợ con không? Thực ra cái đó thì cũng chưa nói trước được gì. Có tích lũy được đồng nào chưa? Dạ có. Rồi có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em ngủ nướng. Và khi em cài cái thức chuông reo rồi em có tắt em ngủ thêm. Rồi. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ? Của em thì em không biết nấu ăn, biết ca hát. Rồi điểm yếu thì em có sống hơi mở tâm một tí, em ít mở lòng lắm. Có chuyện vui buồn thì em cũng tự em giấu thôi, em không có kể để người khác nghe, không chia sẻ được chị. Tình trường sao cơ? Tình trường thì em có hai mối tình. Mối tình đầu thì ông xã của em bắt đầu 11 năm rồi chị. Lúc đó là lấy nhau được bao lâu em? Dạ lấy nhau được gần 2 năm. Mình có cháu nào chưa? Dạ có, em có một bé gái 12 tuổi. Lý do sao chồng mất vậy cơ? Dạ bị đột quỵ. Rồi chồng bao nhiêu lúc đó là ổng bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó ông xã em được 27 tuổi. Lúc đó trước đó có triệu chứng gì không em? Cũng có, chứ bình thường thì hay là đau đầu với lại chóng mặt này kia thôi. Cha tôi hay đau đầu chóng mặt lắm trời. Cái gì 27 tuổi mà đột quỵ ghê vậy em? Rồi lúc chồng mất là con được bao lớn? Dạ bé em được 6 tháng chị. Lúc đó chắc là rất là khó khăn đối với em đúng không? Dạ. Mất bao nhiêu lâu sau thì em mới ổn định lại cuộc sống để lo cho con? Nói chung mất xong việc cũng có nội ngoại cũng lo cho em. Cũng nói chung cũng đi làm nuôi con thôi. Giờ 6 năm mấy em mới có quen lại mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai được bao lâu? Dạ quen được 2 năm. 2 năm là chia tay. Sao lý do sao chia tay? Lúc đó em biết người đó có gia đình thì anh làm nghề biển, chị đi biển nhiều. Mình cứ tưởng đâu là anh đi công việc. Dạ. Rồi lúc em phát hiện ra thì anh có nói gì không? Dạ không, cũng xin lỗi thôi. Mối quan hệ 2 năm mình mới phát hiện hả em? Lý do sao em phát hiện được? Vợ em biết trước chị. Vợ em biết. Vợ anh biết. Dạ. Vợ anh có tìm em không? Dạ không tìm mà có gọi điện nói chuyện. Có còn qua lại nhắn nghe gì nữa dạ, không? Dạ không, phản biện cũng có đó, rượu uống cà phê thôi. Người nói không được thì tình cũng được bạn nói. Tình trường của mình sao? Nghe hoàn cảnh của bạn này trước tiên là cảm xúc của em như thế nào? Hai mối tình bình thường. Bình thường là sao trai? Cái chuyện người ta hai cái câu chuyện nó đau xót vậy mà ông là bình thường. Không biết nói sao chứ. Rồi vậy câu chuyện tình của mình như thế nào? Mình trải qua mấy mối tình? Dạ em trải qua một mối tình. Hồi nào? Dạ hồi đó thì thời đang đi học sinh, rồi có cấp 3 thì... Quen được bao lâu? Dạ quen hồi đó quen được một năm là xong là cưới. Có cưới luôn rồi? Dạ cưới. Nhưng mà hồi đó lại là em cưới nhưng mà mình tổ chức cưới hỏi đàng hoàng nhưng chưa đăng ký kết hôn thì... Rồi có cháu nào chưa? Dạ chưa. Rồi ở với nhau được bao lâu? Dạ hồi đó ở được khoảng một năm chưa. Rồi lý do sao chia tay? Cũng đã cưới nhau rồi mà sao chia tay? Dạ hồi đó thì nhất là cũng tuổi đã còn trẻ chưa có khôn. Thứ hai nữa vợ em thì cái tính nó hung dữ quá nên... Tới nay là bao nhiêu năm rồi? Chục năm chưa? Chục năm nay không có mối tình nào khác nữa hả? Dạ không. Tại vì một lần em cũng chán nản, em không có ai chứ muốn quen ai hết. Một lần em cảm thấy chán. Rồi lý do gì mà hôm nay có động lực gì mà đăng ký tham gia chương trình? Tại vì em vì một lần nên em nhờ chương trình tìm dùng những người để phù hợp với... Như giờ cái tâm trạng của em, cái tâm lý của em là đã hết chán chưa? Chứ nếu em vẫn chán, em chưa khao khát, em chưa muốn thì ai làm ai cho em cũng không được hết trơn á. Giờ thì hết rồi, chơi hết chán rồi chơi. Giờ bố mẹ cũng dục lấy vợ nên là em cũng muốn lấy, muốn tìm vợ để cho bố mẹ mừng. Tìm vợ cho bố mẹ mừng chứ không phải tìm vợ cho em hả? Tìm vợ cho em để về bố mẹ mừng. Giờ em muốn tìm một người vợ như thế nào? Tìm một người vợ thì thiên lành, dịu dàng, yêu cầu đẹp, nhưng mà ngoại hình dễ nhìn chút xíu được rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái, người phụ nữ không? Hung dữ, nói chuyện có đầu có đuôi, thị nị là... Có hình không? Cho chị coi hình của em coi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết làm ăn chị, cao 1m70 là được. Ngoại hình chị ơi nhìn thôi, không cần đẹp trai. Mà đừng có gia trưởng nha chị. Không có gia trưởng. Em có gia trưởng không? Dạ không. Ba mẹ mình ở nhà có khó không? Không. Và ví dụ người đó có con riêng rồi như trường hợp bạn này thì sao? Em có sẵn lòng không? Hỏi thiệt. Dạ không. Lý do? Em thì thích người cũng một lần lỡ duyên rồi nhưng mà thích cũng chưa có con. Em ngại chuyện gì? Dạ không ngại gì. Em không ngại. Em có ngại hay là không ngại? Em không có ngại, không ngại về vấn đề có con bạn gái mà có con riêng rồi em không
lại vậy? Rồi, đây, coi thử đi. Hai người nhìn nhau đó, nhìn nhau, tìm kiếm nhau thử coi. Đoán thử coi, ảnh là ai? Chắc là mẹ. Chắc anh này. Rồi, bên này đoán coi cô ấy là ai? Áo đỏ này chứ. Áo đỏ ha. Rồi, bây giờ nhìn về cửa trái tim nha. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha, cho hai bạn có thể gặp nhau trực tiếp để trò chuyện với nhau. Nhắc tuồng cái tầng hóa cho bạn nhắc tuồng kìa. Đưa qua đây đó. Rồi ngồi xuống nha hai bạn. Này quà gì vậy em? Em có mua một cái bóp chị, thì thằng thường năm cũng không biết tặng gì, em mua bóp để lúc nào cũng đi cũng mang bên cạnh. Với lại cũng để cất tiền nữa ha. Dạ. Rồi cũng quá rất là hợp lý. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra của em là như thế nào? Em thấy bạn gái cũng đẹp gái, hiền lành và dễ thương. Còn em, cảm xúc đầu tiên mình như thế nào? Em thấy cũng được. Hay không được. Mời các bạn sẽ cùng ăn một bữa trưa tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon miệng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương ha. Đây là món lẩu mình cá lăng. La lăng mình múc cho bạn gái ha. Rồi hai đứa vừa ăn vừa tâm sự. Ít phút sau chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn buổi trưa ngon miệng. Cảm ơn chị. Em có hay về quê không? Dạ có chứ. 2-3 tháng em về lần. Nhà em cùng với anh chị em. Dạ nhà em anh chị em đông lắm, phải 8 người. À 8 người. Em thứ mấy trong gia đình? Dạ em kế Út. Em dùng lẩu. Dạ được. Anh cứ ăn tự nhiên đi. Anh ở đây 10 năm mà không có quen được ai mà lấy làm vợ à? Thì em một lần cũng chán nản em hay nữa là trong chỗ anh làm thì lại là anh làm cái kho toàn là con trai mà, tại vì cái chỗ này công việc nặng nhọc giữa con trai không đi chơi ở ngoài. Đi chơi ngoài cũng có nhưng mà anh cũng tại vì một lần anh cũng cảm thấy ngại thì cũng dám, cho nên anh nhờ chương trình hẹn hò. Anh 33 tuổi là sinh năm 87 hả? Ờ 87. Mấy em dùng lộn. Dạ được. Thì từng lấy vợ mà chưa có con. À chưa. Hồi đó anh ở với chồng anh ở với nhau thì một năm là chia tay, hồi đó chưa có con. Ở với nhau một năm không có con. Tại vì hồi đó anh cũng chưa xác định tính rằng chưa có con nhưng là từ. Còn trẻ quá chưa muốn sinh. Đúng rồi. Hôm nay em đến đây đi, em đi với ai? Dạ em đi với cháu. À. Hồi nãy em nói là em làm tiệm tóc rồi. Thôi cũng cào lên. Em mở tiệm lâu chưa? Dạ không, em lúc trước em làm cho người ta, bây giờ em mới sang tiệm lại. À. Nhìn anh có vẻ hiền. Anh hiền đấy em ạ. Hồi nãy anh nói là anh không muốn quen người có con phải không? Vậy chắc nghĩ em thì không hợp rồi. Con gái em lớn rồi. Em thì xác định em đã lấy chồng phải em mang con theo. Mà anh nói vậy chắc em với anh chắc không hợp. Dạ, tại anh nói là xác định anh không muốn có quen người có con. Ngại sống con vợ hay sao mà là không chịu? Sao em? Ý là anh ngại cái sống với kiểu là con anh quen em hay sao mà anh không chịu là quen người phụ nữ có con? Không phải em ơi. Em không ngại vấn đề đó. Tại vì cái quan điểm của anh là có con chung với anh thì anh thương con nhiều lắm. Cho nên hạnh phúc cũng được bền vững hơn. Ngày là không, con riêng là không được. Người ta nói là thương mẹ, thương lĩnh con chứ. Vậy thương con chung mà con riêng không thương hả? Thương thì thương mà con chung. Ăn chưa, dạ, ngon không? Ngon chưa? Trời ơi, ngon chị đó, thật nghe cái mùi măng chua tôi thiệt, tôi thèm, tôi đói bụng muốn chết luôn, tôi không được ăn á, mà hai người không chịu ăn. Dạ, ăn rồi em ngon rồi chị. Dạ, ngon. Rồi, bây giờ chúng ta cũng ăn uống trò chuyện với nhau để mình hiểu được cái suy nghĩ, cái quan điểm của nhau rồi. Tại như hôm nay tụi em đi có người thân đi theo không? Dạ, có mấy bạn cùng quê đi chung. Mấy bạn cùng quê luôn? Dạ. Rồi, em có đi với ai không? Dạ, em có, em đi với hai đứa cháu. Hai đứa cháu, rồi mời người thân của hai bên vào rồi nói chuyện cho vui nè. Đây là hai anh là gì của bên nhà trai? Xin chào chị Cả Tường, xin chào cả nhà đang xem tiếng. Em là bạn về bạn đấy. Làm ở cùng quê mà làm cả công ty. Cùng quê. Rồi nãy giờ nghe hai bên nói chuyện với nhau, nay cái câu chuyện nãy giờ thì cái suy nghĩ của em như thế nào? Thì em đánh giá bạn đấy thì nhút nhát quá. Nói không có rành mạch gì hết. Vậy thì mình nói gì khích lệ bạn mình đi. Bạn là cố gắng lên. Nói mày dàn. Rồi bạn này?
có ý kiến gì đóng góp cho bạn không? Cũng muốn là đến xa hơn. Bây giờ ý của bạn em hồi nãy chị ngồi ở ngoài chị nghe đó, là bạn em là không có muốn là lấy vợ mà vợ có con riêng, thì suy nghĩ của hai em như thế nào? Cái đó thì nếu mà tình yêu chân thành sâu sắc thì có thể bao dung hết. Em có vợ chưa? Dạ em có vợ rồi. Em có vợ chưa? Dạ có rồi. Có rồi luôn. Thì theo kinh nghiệm em, cái suy nghĩ của em như thế nào, chia sẻ với bạn mình. Không, chả có vấn đề nào nó quá đâu. Tại vì trên cái đời này thiếu gì cặp, thiếu gì đều mà có con chung, con riêng đó đâu. Mình rằng là về với nhau thì hạnh phúc là được rồi. Rồi, đó là suy nghĩ của hai bạn. Cảm ơn hai em nha. À, còn con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con năm nay là 19, con sinh viên năm 2, chuyên giao thông vận tải. Rồi, là con cháu là cháu ruột hả? Dạ cháu ruột. À, nãy giờ nghe câu chuyện của cô với cô Tường với chú bên này nói chuyện thì con cảm thấy sao? Dạ thì con thấy là quan niệm của mỗi người là một khác nhau. Thì bên anh thì không chấp nhận bên cô là có con trước. Tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Thì con đứng đây con nói cũng không được gì hết. Đúng. Đã quan điểm của ai thì người đó đã có quan điểm rồi. Còn nếu hai người tiến được với nhau hay không thì do suy nghĩ hai người. Giả tỷ như sau này rồi con trưởng thành hơn nữa, rồi con lấy vợ, con có người yêu mà bạn gái con cũng có con riêng trước đó thì con... Dạ con thấy bình thường, tại vì là thời đại hiện nay rồi, không quan trọng trước có con trước hay con sau gì hết. Quá khứ của họ mà mình đâu có trách, mình đâu có thể nào mà trách họ được. Ai cũng có một lầm lỗi thôi. Nếu là con thì con cũng chấp nhận. Cái đó đâu phải gọi là lầm lỗi con. Dạ. Cái đó gọi là số phận. Số phận. Chứ người cô của con đâu có làm gì đâu lầm lỗi. Dạ. Đúng không con? Dạ vâng. Cái đó là số phận. Biết bao nhiêu người giống như là nếu mà như là mấy đứa trẻ mồ côi đi, họ vì những con nuôi chỉ lấy họ không thương họ, chỉ lấy họ không thương tụi nó hay sao? Thì cũng nghĩ là theo ý kiến quan điểm con vậy. Rồi, đó là suy nghĩ. Đây là suy nghĩ của những người đã lập gia đình. Đây là suy nghĩ của những người trẻ cho một cái thế hệ mới. Còn riêng chị Tường cũng nghĩ như vậy. Chị Tường thì Tường này nói ý kiến riêng của mình thôi. Có nghĩa rằng mọi thứ nó đều là nhân duyên hết. Chúng ta có những cái ước muốn, có những cái quan điểm của mình thì mình trân trọng mỗi người một quan điểm khác nhau. Tuy nhiên cuộc sống nó là những thứ gì nó rất là lạ, và tình yêu nó cũng rất là diệu kỳ. Nó có những cái nhiều khi là có hai vợ chồng lấy nhau không sanh được con, cũng phải chạy vậy điều trị khắp mọi nơi, rồi cuối cùng người ta cũng chọn phương án là tìm con nuôi, nhưng mà người ta vẫn yêu thương và nuôi dưỡng con người ta đến nơi đến chốn. Đó là cũng một trường hợp. Hoặc có những người nhiều khi vì hoàn cảnh gì đó mình cũng không sinh con được, nhưng mình nuôi con của người yêu mình cũng như là con ruột của mình, nó cũng tùy. Rồi cũng thiếu gì, thậm chí là con anh con em nữa chứ không phải, rồi con chúng ta nữa, hay đùa đùa con anh con em đánh con chúng ta, nói cho vui thôi. Chứ tự nghĩ rằng đó là quan trọng là tư duy suy nghĩ, nhưng mà cái tình hình chung là rõ ràng không có một cái gì là nó được hay là không được, không có một cái gì là đúng hay sai, mà tất cả mọi thứ đều nó một cái giá trị tương đối, không bao giờ là tuyệt đối. Ví dụ hôm nay con nhỏ con lại thấy vậy, nhưng mà 10 năm nữa con lại thấy khác nữa. Rồi bây giờ ví dụ như là chú đây, bây giờ chú thấy vậy, 1-2 năm sau chú lại có cái thay đổi khác. Khi mà cuộc sống nó có những cái tác động đến cuộc đời của mình để mình lựa chọn, lúc đó mình mới sẽ có cái quyết định đúng nhất. Còn để mà ngồi trên bàn tròn hay là ngồi lại mà ngồi để nói chuyện, để mà nói lý lẽ hay nói đúng sai thì có thể nói nó vô tận, nói nó tùm lum hết. Nhưng mà đúng chuyện khi làm thì mỗi cái nó sẽ mỗi cách khác nhau. Đúng không hai anh? Chị Tường nói hay quá, một tràng pháo tay. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì Tường có những cái câu hỏi của lá thăm của chương trình dành cho hai bạn này cho vui, để cho mình thư giãn một chút xíu ha. Và mình cũng có cơ hội để mình quen tiếp xúc với nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Mời em bóc một lá. Rồi đọc lớn lên nhìn Tường luôn nha. Cô gái tiến tới massage cho chàng trai rồi, hỏi cảm nhận của anh ấy. Rồi, mời em qua sau lưng anh nha, anh chàng trai ngồi giữa luôn ghế. Làm nghề tóc này là cũng biết gội đầu massage hay lắm nè. Rồi qua bóp da cho ảnh chút xíu đi, rồi cho ảnh cảm nhận coi sao. Mời em. Khóc quá à. Có gì đâu mà khóc, bình thường thôi cưng. Cuộc đời mà nó là như vậy đó. Mình phải vượt qua hết, mình mới cuối cùng mới có hạnh phúc được. Thư giãn em, thư giãn đi em, thư giãn hưởng thụ đi em ơi. Và hơi sương ha. Thiếu bàn tay người phụ nữ chăm sóc, hơi sương. Dạ đúng rồi chị. Thầy không nhắm mắt lại hưởng thụ rồi. Buồn hết cho anh chút đi em, mình thở. Tại em làm đêm được quá nên người cũng được cho nó mập chứ. Em làm đêm dạ. Rồi, được rồi em gái. Cảm nhận như thế nào? Khỏe hẳn ra chưa? Khỏe hẳn ra. Tay nghề của cô chủ rồi, ngon lành không? Dạ, ngon lành, quá ngon lành. À, hợp lý hả? Dạ. Tường có hay đi gọi đầu massage thư giãn gì không? Dạ, cái đó không vậy. Không ha, không có thời gian ha, nó xa xỉ với mình. Thời gian thì có nhưng mà em không có đi. Cho nên bữa nay là chắc lần đầu tiên được massage quá hả? Dạ, đầu tiên luôn. Dễ hả? Dạ. Thích không? Dạ, thích. Rồi, cảm ơn em. Đây, tới phiên bạn gái bóc một lá giùm cho chị ha, đọc lớn lên giùm chị luôn. Hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất là không thích nhất ở người đó đối diện. Mời em.
nhìn cô này nãy giờ đó, nãy cổ massage cho mình rồi đó. Bây giờ nói thật lòng nha. Đây, hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất và không thích nhất ở người đối diện. Thích thì thấy bạn gái dễ thương và hiền lành. Còn không thích thì quê bạn ở xa quá nên em thích, quan điểm em thích lấy vợ gần nhà. À, là hiện tại cái chỗ ở đó hả? Là người Vũng Tàu, người Thành phố đó hả? Dạ, em thích gần nhà, xong rồi Tết về mình đi lại cũng vậy nữa. Ừ. Dạ, dòng nói cũng dễ hiểu nhau nữa. Thì nhiều khi em băng mà nói mà bạn gái nam thì nói những ngôn ngữ nó... À, em sợ bạn gái không nghe em hay là em không nghe bạn gái? Bạn gái nhiều khi không hiểu. Không hiểu em á hả? Rồi, rất là thiệt tình, nghĩ sao nói vậy, ok. Hôm nay là một cái duyên chương trình đã kết nối hai bạn lại với nhau ha. Cũng rất nhiều hồ sơ mình mới gặp nhau ngày hôm nay. Còn mọi thứ thì mình cũng đã trao đổi rồi. Nó không đủ để hiểu hết nhau, nhưng cảm nhận thì mỗi người cũng đã mỗi có. Cái quyền tất cả mọi thứ là do mình thôi. Mình muốn tạo điều kiện cho nhau tìm hiểu thêm thì mình bấm nút, bấm thật mạnh. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Quyền là ở các bạn nha. Xin mời nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Cuộc sống không có điều gì là đúng, không có điều gì là sai. Có thể hôm nay tới đây mình chưa nhận được cái duyên tại đây, nhưng mà khi chương trình này phát sóng lên thì nhiều khi lại một cái duyên nào đó nó đến với mình. Khi rất là nhiều khán giả họ theo dõi chương trình này, cuộc đời rất là khó nói ha. Giống như chị Tường vậy, chờ mãi mà chưa thấy đó, không biết chừng nào thấy. Nhiều khi tối nay chị đi ra khỏi nhà hàng Trà Cá Đế Vương chị cũng gặp thì sao. Cho nên là em gái vui lên. Chị hiểu những cái giọt nước mắt của em. Đó là cái cảm xúc của một người phụ nữ. Em cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm, những biến cố trong cuộc đời từ khi còn rất là trẻ. Nên chị rất thương và chị tin chắc chắn em sẽ có được hạnh phúc. Không buồn nữa, đứng lên chị Tường ôm cái nha. Rất là đẹp và rất là giỏi. Có một đứa con rồi là tài sản vô giá. Vài năm nữa thôi con lớn là nhờ được. Lúc đó mình thoải mái thư thả. Có chồng hay không có chồng, mọi thứ đều là nhân duyên hết. Rồi, ok, cảm ơn em. Đây, món quà chương trình gửi tặng cho mình để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chị cũng hy vọng là một ngày không xa thì tình duyên cũng sẽ đến với em ha. Thưa quý vị, hôm nay là Tường thì có chút hơi tiếc một chút, hơi buồn thôi. Và Tường cũng hy vọng rằng là hôm nay nếu mà có những anh chị nào, những bạn nào mà muốn kết nối với hai người tham gia chương trình thì hãy liên hệ với chúng tôi nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.